Ông à, sao tôi có thấy ông thở dài hoài vậy ông? Có cái chuyện này tôi muốn hỏi ông, nhưng mà ông phải trả lời cho tôi thiệt nha. Trả lời thiệt là trả lời vụ gì? Thì vụ con Hương đó, bộ ông đi thăm nó mà nó đối xử tệ với ông lắm hay sao? Tôi thấy từ ngày mà ông đi về rồi cái ông cứ ngồi rầu rầu sao đó. Thì lúc tôi đi thăm vợ chồng nó, con gái con rể lúc đầu á vui vẻ lắm. Tụi nó nghỉ hẳn một ngày, nấu cơm, nấu cháo, đãi đằng tiệc tùng cha con ông cháu rồi quây quần vui vẻ gì đâu á. Tôi biết con gái mình mà, từ nào giờ á nó hiếu thảo với cha mẹ lắm mà. Nhưng chỉ được có một hai ngày đầu à. Cái gì kỳ vậy? Mấy ngày sau có vợ chồng nó bỏ đi làm suốt ngày suốt đêm, từ ngày này qua ngày kia riết rồi tôi buồn quá cho nên tôi mới bỏ về đó chứ. Mình chỉ có một đứa con gái à, nhưng mà nó đi lấy chồng xa. Thôi đi ông à, ông cũng đừng có trách cứ con mình làm gì tội nghiệp nó. Thì tôi có trách gì nó đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ tới thân phận của hai vợ chồng mình thôi. Ông suy nghĩ làm sao? Từng tuổi này rồi, bà coi đó, mình á, tiền bạc thì không thiếu, mà sao tôi thấy cuộc sống của mình nó hiu quạnh, nó tẻ nhạt gì đâu. Bệnh hoạn, ốm đau, không có một người hỏi thăm, chăm sóc. Tôi hỏi bà sống vậy làm sao mà sống nổi hả bà? Vì vậy tôi đã đi tới một quyết định. Ông quyết định sao hả ông? Tôi quyết định sẽ kiếm thêm một đứa con. Cái gì? Ông vừa mới nói cái gì? Tôi tìm một đứa con khác. Cái gì vậy? Tôi không ngờ. Cái gì vậy trời? Ông muốn là ông muốn giữ bé Trời, đúng không? trời đất ơi, bà nghĩ cái gì vậy? Bà ăn ở với tôi bao nhiêu chục năm rồi bà không hiểu tôi hay sao mà bà còn vợ bé vợ bụng gì nữa? Còn cái gì nữa? Mới nói tức thì đó. Ý tôi muốn nói tìm đứa con khác là tìm đứa con nuôi đó bà. Con nuôi Ừ? con mình đây nè, mình đẻ nó ra mình nuôi từ lúc nó còn đỏ hỏn cho tới khi nó lên người, vậy mà mình nhờ còn không được, huống chi là con nuôi. Tôi tin tưởng một điều, nếu tôi với bà mà có phúc phận á, thì nhất định chúng ta sẽ tìm được một đứa con hiếu thảo để nó lo cho mình trong lúc ốm đau bệnh tật, trái gió trở trời. Bà hiểu không? Ông đã quyết định vậy rồi, ông muốn vậy rồi thì tôi nghe vậy. Mà giờ tôi làm sao đây hả ông? Còn Tôi làm làm cái sao gì? nữa? Thì bà đi lo chuẩn bị hành lý để tôi lên đường để tìm đứa con cho mình chứ còn chờ cái gì nữa? Ơi anh. Rồi chơi rồi chơi. Chị, bà chơi ơi, mình cho em đi trà đi bà chủ. Ai mua trà không? Tôi bán 5 đồng thôi. Ai không có trà thì mua trà về phụng dưỡng. Ai có 5 đồng không thì đưa tôi bán tôi luôn. Cô mua trà không cô? Cô mua trà không vậy? Ai có mua trà không tôi bán 5 đồng thôi. Ông ơi, ông bán gì vậy? Tôi bán cha. Trời ơi, ông làm gì vậy? Chắc ông này ông lẩn thẩn rồi đó. Trời ơi, nhận cha mà còn không ai nhận, huống hồ gì lấy tiền mua. Thôi, chắc ông bị lú lẫn rồi đó, kệ ông đi.
Không có cha thì mua cha về phụng dưỡng. Cha ai? Cha à, con là cha. Gì đi không? Con là cha. Ra đưa tay đãi con là cha. Thôi. Dạ. Cậu bị xỉn rồi. Thôi về nghỉ đi. Thôi xỉn về đi. Thôi. Dạ, dạ, anh làm gì vậy? Anh Cơm! Anh Cơm! Trời ơi! Giật đồ tôi rồi kìa! Anh Cơm! Ôi! Bắt nó đi! Bắt nó đi! Đây! Đứng lại! Cái này... Hay quá! Hay quá! Dạ, cái này là của ông không ạ? Dạ, của tôi. Ông có sao không? Tôi không sao. Cậu hả? Cậu tốt quá. Dạ. Cha có mệt không cha? Ừ. Ta không sao. Cha. Ừ? Nhà của con đây nè cha. Vậy hả? Dạ. Cha. Cha vô đây ngồi nghỉ đi cha. Ừ. Đây, cha ngồi ở đây đi. Còn đó cho cha miếng nước nha. Ừ. Ôi, cảm ơn con. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi. Ủa, sao hôm nay mình về sớm quá vậy? Trời ơi. Ra đây nè. Ờ, dạ, dạ con chào ông. Thưa với cha, đây là vợ của con. Ta chào con dâu. Cha Minh Minh. Ủa, cha là cha của ai? Cha thôi bây giờ cha ngồi nghỉ đi. Con đi kiếm đủ 5 đồng để về mua cha. Ta cảm ơn con. Nhưng ta cũng xin nhắc cho con nhớ, ta bán bản thân ta đúng 5 đồng, không hơn không kém mà nghe. Dạ, không biết à. Minh ơi. Hả? Chuyện này làm sao giờ, em không có hiểu. Mình để từ từ á, tôi giải thích cho mình nghe. Bây giờ mình ra đằng sau á, mình chuẩn bị cho tôi một bữa cơm để cho cha ăn. Cha đi nãy giờ cha mệt rồi. Đi. Dạ. Cha. Ừ? Thôi cha ngồi nghỉ nha. Con bây giờ con xuống đằng sau con nói chuyện với vợ con tí. Đúng rồi đó. Chuyện gì hai vợ chồng cũng phải đồng thuận với nhau thì mới được. Dạ con biết rồi cha. Ừ. Minh. Dạ. Nói nghe nè. Ông cụ đó là ai vậy? Sao tự nhiên cái mình kêu là cha rồi mua cái gì 5 đồng nữa vậy? Thì ông cụ đó không nơi nương tựa, rồi tự bán thân mình với giá 5 đồng. À, rồi mình định mua ông cụ đó hả? Vợ nè. Hai vợ chồng mình á mồ côi từ nhỏ rồi. Bây giờ coi như á là mình mua ông cụ đó về làm cha. Mình chăm sóc rồi gia đình mình á ấm cúng hơn. À quên nữa, còn tí anh nữa. Nó có thêm tình cảm như người ông. Vậy tốt hơn đúng không mình? Nhìn ông cụ đó không có nơi nương tựa, em cũng thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình ơi, nhà của mình nghèo quá, thiếu trước hụt sau. Rồi lấy tiền đâu, dù là muốn mua lắm cũng không có tiền mà mua ổng đâu. Thôi, cái đó mình đừng có lo. Chỉ có 5 đồng thôi mà. Tôi có thể chạy đi mượn người ta. Mình đừng có lo nha. Bây giờ mình ở nhà, mình kiếm cái gì á mình nấu cho thiệt ngon. Mừng cái ngày đón cha về nha. Tôi chạy đi rồi tí tôi về. À, mình đi nhanh đi. Để bây giờ em vô chuẩn bị cơm. À, nha. Mày á là tôi chạy hết cái làng cái xóm này mượn đủ 5 đồng luôn. Bây giờ đủ tiền rồi nè, để tôi vô tôi đưa cho cha. Hả? Cha đang ngủ, ngồi xuống đây tí đi. Cha đang ngủ hả? Vậy là đủ tiền rồi ha mình. Ừ.
có tiền là mừng rồi. Nhưng mà bây giờ cha đang ngủ, thôi để lát nữa cha thức dậy á, lúc đó mình đưa cũng được. Ừ, vậy đi. Mình uống miếng nước nha. Đây. Cảm ơn mình. Uống cho đỡ mệt. Cha. Ừ, cảm ơn con. Cha đây. À, Tí anh bỏ xuống con. Nhà mình đó, bây giờ có ông nội rồi. Thành ra là con không có được vô phép như vậy nghe chưa? Cha. Ừ, ngoan. Dạ, con mời cha. Cảm ơn con dâu. Em mời mình. Cha ăn thử miếng cá đi cha. Để coi con nấu có vừa không. Nếu mà mặn quá hay ngọt quá thì con đem nếm lại. Ừ. Con chờ thử nha. Dạ. Nhiều với nha Tí. Ừ. Không được hả cha? Con dâu của cha nấu ngon quá. Ăn đi Tí. Nè, mời con. Ông ơi, dạ ăn cháo cháu ngủ rồi. Ủa, đi anh giỏi quá, con để tô cháo xuống đây. Đi anh. Dạ. Sáng giờ con đã ăn sáng chưa? Dạ chưa, con chờ mẹ đi chợ về. Nhà hết gạo rồi, chỉ đủ nấu cháo cho ông ăn thôi. Chị, con ăn đi. Dạ thôi, ông ăn đi. Mẹ con dặn chờ bớt nóng, đưa cho ông ăn khỏi bệnh. Ừ. Rồi bây giờ, ông già rồi. Ông ăn có chút xíu là ông no rồi. Ông ăn đâu có hết đâu. Bây giờ, hai ông cháu mình mỗi người một nửa. Ha? Không được. Thôi, ăn đi cho ông vui. Ăn đi. Ừ. Mẹ con không có ở nhà. Mình thử mẹ đâu có biết. Con cứ ăn đi, đừng sợ. À. Thôi ông ăn đi. Thôi mà, ăn miếng cho ông vui. Thôi ông ăn đi. Nè, giờ ông đút con ăn hen. Ha? Chút xíu thôi, đâu có sao đâu. Mẹ con chưa về mà. Nè, ăn đi. Ừ. Má đâu có ở nhà đâu sợ. Ăn hết đi. Ừ. Giỏi quá. Nè. Ừ. Đói lắm rồi mà. Mẹ con về rồi. Đưa đây. À, mẹ về, mẹ có một bánh cho con không? À, dạ, tụi cha con mới về. Ừ. Tí anh, con có lấy cháo cho ông ăn chưa? Dạ rồi. Thì rồi. Cha đang ăn nè. À, tí anh giỏi quá. Để bây giờ mẹ vô trong, mẹ nấu cơm cho con ăn ha. Rồi... À, hôm nay mẹ không có mua bánh cho con ăn. Cháu ông giỏi quá, lại ngoan nữa. Thôi, giờ con ra ngoài chơi với bạn đi. Chừng nào cơm chín rồi ông kêu con về ăn. Hé. Dạ.
Cha ơi, cha thấy trong người sao rồi cha? Có đỡ hơn không? Cha thấy vẫn còn hơi mệt. Chắc là tại thời tiết thất thường ấy mà. Vậy chắc là con phải đi hốt thêm mấy thang thuốc nữa mới được. Thôi, con đừng có hốt thuốc thang làm gì nữa cho tốn kém. Để dành tiền mà lo xoay sở việc ở trong nhà. Gia đình mình đã chịu mấy đợt thiên tai. Thành thử cha biết vợ chồng con cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Lành à, chắc là gạo thóc tiền bạc trong nhà đã hết sạch rồi phải không con? Dạ, thì cả làng mình đều khốn khổ với thiên tai mà cha. Thành ra cái gì cũng đắt. Mà mấy bữa qua ngày nào con đi làm từ sáng tới tối luôn. Vậy mà đổ được có 2 lon gạo rồi cha ơi. Cũng may hồi nãy con có đi xin người ta hái mớ rau này về, chứ không là chỉ đủ ăn có bữa hôm nay thôi đó. Tội nghiệp cho hai con quá. Đã nghèo rồi còn phải gánh thêm một ông già ốm đau bệnh tật này nữa. Cha ơi, cha đừng có nghĩ vậy. Tụi con là phận làm con mà, phải lo chu toàn cho cha mẹ mình chứ. Anh Nghĩa mấy bữa anh buồn lắm, tại vì anh chưa có lo được chu toàn cho cha đó. Tấm lòng của các con làm cho cha thấy xúc động quá. À quên nữa, để con đi ra đằng sau nấu cơm cho thằng tí ăn, chứ nó đói từ sáng đến giờ rồi. Ừ, dạ. Con ơi, vô nấu cơm đi. Dạ, con đi nha cha. Ừ. Mình về mà sao không vô nhà đi mình? Sao mình có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hay là có chuyện gì hả? Sáng nay đi làm được có nửa buổi à. Còn nửa buổi còn lại chạy đây chạy đó. Mà cũng không có tìm được việc gì khác hết á. Vậy là mình cũng giống em thôi à. Cả ngày em làm tùm lum tùm la việc hết á. Nhưng mà đổi lại cũng chỉ được có mấy lon gạo. Không biết mai mốt rồi gia đình của mình sống làm sao nữa. Mình nè, hồi sáng á, tôi có gặp bà Phú Hộ. Bà nói á, là muốn kêu một tí anh của nhà mình á, qua bên đó coi giùm bà bày trâu. Tôi á, thì suy đi tính lại á, thì cũng đắn đo lắm. Nhưng mà chắc phải cho nó qua bên đó quá. Mình thấy sao? Bộ tụi con định cho thằng Tí Anh đi ở đợ sao? Dạ cha. Cha, sao cha không ở trong nhà nghỉ đi? Cha ở ngoài gì á, gió máy nó ảnh hưởng của bệnh cha sao? Suốt ngày cha trong nhà thấy nó cũng tù túng. Thành thử cha muốn đi ra ngoài cho nó khuây khỏa chút vậy mà. Nghĩa. Dạ. Bộ con định cho thằng Tí Anh nó đi ở đợ cho người ta thiệt sao? Dạ. Tại bên nhà bà Phú Hộ cần người coi bầy trâu. Cho nên con nghĩ Tí Anh nhà mình nó cũng khôn khéo, con định cho nó đi. Dạ, Tí Anh nó còn nhỏ nhưng mà lanh lắm chơi. Hồi đó đó, mỗi lần chồng con mà đi chăn trâu, làng Tí Anh nó đi theo phụ được lắm á. Dạ. Nhưng nó còn nhỏ quá mà, sao tụi con lại để cho nó phải đi ở đợ chứ? Dạ không đâu cha. Khi mà công việc ổn định thì con sẽ qua bên đó rước nó về. Bà Phú Hộ cũng đồng ý với con vậy rồi. Thôi, nếu tụi con đã quyết rồi thì chắc không dám cãi.
tội nghiệp cha quá. Cha thương tiếc anh lắm đó mình. Tí Anh, con ráng chịu đựng một thời gian rồi ông sẽ rước con về. Dạ thưa cha. Ủa, con thưa cha, chắc con phải đi làm xa một thời gian. Đi xa là đi đâu vậy con? Dạ chồng của con đi ở cho người ta ở làng trên đó dạ. Nhưng mà chỉ một thời gian là chồng con về lại vậy. Thích thú ở làng trên lần hả? Dạ. Bộ không còn cách nào khác sao con? Cha, cha yên tâm đi, không có sao đâu. Ông trời không thương làng mình cho nên mưa nắng thất thường, bà con làm ăn thất bát, người ta bỏ đi nhiều lắm. Con bây giờ con chỉ đi lên xóm trên con làm thôi, rồi con kiếm ít tiền rồi con lại quay về. Cha ở nhà cha dưỡng bệnh đi cho nó khỏe là con vui rồi, cha đừng có lo. Trời ơi, cha thấy xót xa quá. Tí Anh nó đi chưa được bao lâu, bây giờ lại tới phiên con nữa. Cha ơi, cha đừng có lo. Thiệt ra thì tụi con hết cách xoay sở rồi, nhưng mà tụi con đành phải chấp nhận ly tán thôi, để chồng con tìm kế sinh nhai rồi chồng con quay về. Con sẽ về thăm cha mà. Anh Nghĩa có đưa cho con một số tiền để mà than thú cho cha, bởi vậy cha phải khỏe mạnh thì ảnh mới yên lòng cha ơi. Thôi thưa cha con đi. Mình nè, mình ở nhà phải chăm sóc cho cha kỹ lưỡng nha. Cha hay bị cảm cho nên phải mặc tiêu ấm cho cha nha. Em biết rồi. Mình á, mình đi cũng phải cẩn thận nghe. Lên. Dạ, cha kêu con. Không được, con đi theo cha. Cha ơi, anh ơi, nghỉ ngơi xíu rồi đi tiếp nữa được không cha? Thôi, thôi được rồi, kiếm chỗ nào mát mát rồi mình ngồi nghỉ chút ha. Trời ơi, mệt quá à. Không biết sao mà hôm nay cha với chị anh làm gì khỏe dữ vậy ta. Làm hai vợ chồng mình than hụt hơi luôn vậy đó. Kiếm cái chỗ nào ngồi đỡ đi mình. Mình nè. Hả? Sao thấy cha làm việc bất thường quá vậy? Em cũng đâu có biết đâu. Tự nhiên cái cha đụng đụng kêu là đi kiếm mình rồi đi kiếm một tí anh. Thế rồi em đi theo thôi chứ cha không có giải thích gì hết trơn á. Nên cũng không có dám hỏi luôn á. Anh thấy cha quyết đoán quá cho nên anh cũng dám hỏi nữa. Ngồi đỡ đi, nghỉ chút xíu đi. Không biết cha mấy bữa nay làm cái gì mà cứ kêu mình đi hoài vậy mình. Mà mình nè, mình thấy không, cha có vẻ như là khỏe, khỏe hơn mấy ngày trước á nha. Thì đó, anh cũng thấy nghi ngờ mấy ngày hôm nay rồi. Sao cha kỳ lạ lắm nha, cái thái độ khác hôm trước lắm. Mình cứ lầm lì lì dẫn mình thấy anh đi không à, không nói với hai vợ chồng mình tiếng nào hết. Không lẽ cha giận hai vợ chồng mình? Chắc không có đâu. Cha mẹ ơi, đi tiếp thôi, ông nói gần tới rồi.
Thôi đi. Tới rồi, con. Ủa đây là nhà ai vậy ông? Đây là nhà của mình. Ủa? Nhà mình là nhà ai? Đây là nhà của ông. Mà nhà của ông tức là nhà của con đó. Đó mẹ ơi, đây là nhà của mình đó. Bảy đi. Bảy con. Nhà này rộng lớn như vậy, mình có nằm mơ mình cũng được ở nữa. Không có nói vậy nữa chứ. Ông nội này, nói mà. Dạ. Đây là nhà của cha đó. Thôi, mấy đứa vô trong nhà đi. Bà ơi, tôi về rồi nè. Vô đi con. Bà ơi, tôi về rồi nè. Bà ơi. Về rồi nè. Ông về rồi đó hả ông? Ông khỏe không? Khỏe. À, bà coi, tôi dẫn ngay về rồi nè. Vô đi mấy con. Hai đứa, vô đi. Ai vậy ông? Hai con với lại tí anh. Chào mẹ với lại bà nội đi con. Chào bà nội. Tụi con chào mẹ. Con qua đi. Đây là những đứa con mà chúng ta hằng mong muốn tụi nó luôn ở bên cạnh của mình trong lúc khó khăn nhất. Tụi nó luôn thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ. Và đây, tuổi xế chiều của mình sẽ có nó cũng sinh cho mình rồi đó bà. Ông mình qua uống nước đi các con. Hai con ngồi đi. Để mẹ rót nước. À dạ, để con, để con. Con ngồi xuống bưng nước đi. Dạ, để đó mẹ. Uống đi bà. Kể từ đó, vợ chồng nghe rất kính trọng và có hiếu với ông bà. Họ chăm sóc ông bà rất thương cháu. Căn nhà của ông bà giờ đây tràn đầy tiếng cười, vui vẻ và đầm ấm. Thơm, phụ má dọn cơm đi, cứ ngồi ngắm nghía soi gương hoài à. Má này, dọn chút xíu má làm dữ vậy. Má dọn một mình cũng được hả? Có thêm con nó trộn lộn thêm. Lại ăn cơm đi nè. Nghe má nói không? Thơm, lại ăn cơm. Ôi, canh chua cá lóc kho tộn ngon quá má. Trời đất ơi, Thơm, con nhìn sao mà con nói canh chua cá lóc kho tộn? Canh khoai mỡ, cá chê kho tộn. Con gái con đứa gì mà tối ngày không biết cái gì hết á. Nghĩ sao mà nói là canh chua cá lóc không biết nữa. Má này, má cứ la con hoài à. Tại má đó, má không cho con đi đâu hết trơn á, ở nhà suốt. Nên con ngu là phải rồi. Con không có ngu, mà con làm biếng. Con chỉ biết ăn thôi à, ăn rồi đi chơi. Để cho má hầu má hạ, không biết hầu hạ chừng nào nữa. Con biết má thương con mà. Má là má thương con nhất nè. Mà bây giờ á, má lo cho con đi ha. Để sau này mai mốt á, con chỉ lo cho má sau má ha. Trời ơi, chỉ cần con lo cho má một bữa thôi là coi như là má hưởng phước 70 đời để lại rồi đó. Ăn cơm đi. Ủa? Gì vậy? Má, tụi đâu? Dọn lu bu quá quên. Lại lấy ăn đi. Cái gì kỳ vậy? Nhà có hai má con à. Mà má cũng quên đũa con là sao? Sao má không quên đũa của má đi? Thì má nói quên.
tự lại lấy ăn đi chứ có gì đâu mà phải nói vậy. Đũa để đâu? Con đâu biết chỗ nào lấy. Đũa để chỗ rổ đựng chén, đũa ngay chỗ cái cạn bếp đi đâu. Thôi, má đi lấy cho con đi. Con không biết chỗ lấy đũa. Má không lấy đũa hả? Mằng đọc. Tập quen thì dần đi, con gái lớn rồi. Cái gì cũng má, cái gì cũng má. Rồi mai mốt má chết đi rồi sao chứ? Con không biết. Má lấy cho con đi. Không lấy, không ăn. Trời ơi, con thiệt á. Ăn đi. Thiệt á, con gái còn đứa lớn rồi à, mà cái gì cũng phải để cho má lo. Hỏi ra cái gì cô không thấy, hỏi ra gì không biết. Không biết má lo cho con tới bao giờ? Rồi mai mốt con có chồng có con á, lúc đó không biết má có phải lo cho chồng cho con không nữa à. Trời Phật ơi, sao mà nó giống tính cha của nó y như đúc vậy đó à. Hai bên dai giác, thần linh thổ địa ơi, xuống đây á mà ngó coi nè. Con gái của tôi mặt mũi sáng trưng gì đó mà cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy hết á. Trời ơi, thần linh thổ địa ơi, làm ơn cứu mẹ con tôi đi. Chồng ơi là chồng, con ơi là con, không muốn ăn cơm xíu nào. Chán ơi là chán vậy đó. Ai, ngày nào cũng vậy, biết làm sao bây giờ hả bà già? Ai. À, ta đã có diệu kế giúp nhà ngươi, bởi vì ta là thổ địa mà. Ngon á. Má, má dọn nha. Thơm ơi Thơm. Thơm ơi, có chuyện gì vậy là anh? Ngoài đình vui lắm, ra đình chơi đi. Vậy hả? Đi, đi á. Thơm. Cái con này tham vui hết biết rồi đó. Ủa, từ hôm bữa tới giờ sao không thấy cậu Út ghé qua ta? Bình thường cái giờ này là bán xong rồi ghé nhà mà. Ta ôi trời đất ơi, Út đi bán về đó, tranh thủ coi như là ghé thăm chị. Mấy hôm nay buôn bán lu bu quá, không có qua được. Mới nhắc cậu đó. Thôi dạ, vô miếng nước đi. Dạ. Sao chị khỏe không? Cơm nước gì chưa? Thôi, mới giờ này mà cơm nước gì? Ủa, mà rồi con Thắm đâu để cậu gánh một mình vậy? Thắm hả? Vợ đang bán ngoài chợ á. Trời đất ơi, con gái của em hả chị, nó siêng năng mà nó chăm chỉ, chịu khó lắm. Ai như con gái nhà chị. Trời đất ơi, cái gì đâu mà em đố chị ngay giờ này bắt nó ra ngoài chợ được. Cành vàng lá ngọc mà, phải không? Nè, cậu có nghèo khổ á là tại vì cậu có phước á mà không biết được hưởng. Trời đất ơi, tự nhiên à, giả nghèo giả khổ chi, rồi bắt con gái á phải buôn gánh bán bưng ngoài chợ cực khổ vậy đó. Trời ơi, em có bao giờ em than nghèo đâu chị. Cái này á là tại vì em muốn á là em dạy cho con của em á nó có cuộc sống tự lập, nó phải quen từ bây giờ á, để sau này nó lớn lên á nó còn biết lo cho bản thân nó, lo cho gia đình nó nữa. Cậu á dạy con cậu khắc nghiệt quá à. Đó, suốt ngày á bắt con nhỏ phải buôn bán ngoài chợ, rồi về tới nhà là ru rú trong nhà, không cho con nhỏ đi đâu hết. Dạy kiểu gì mà kỳ cục quá. Trời đất ơi, em dạy con em vậy mà chị còn chê nữa hả? Nè, chị coi lại chị đi nghe. Sao? Chị dạy con chị sao mà trời, nó lớn tòng nồng cái đầu vậy mà tao quơ tao quất. Vậy mà qua bên nhà em hả, đúng cái gì hư cái đó, đúng cái gì là bể cái đó. Ăn nói thì trớt quất ha, duyên dùng á, một cánh nó bay hết trơn á, trời không còn con nào hết trơn á. Hỏi cái gì cũng không biết, hỏi cái gì cũng không thấy hết. Nó có hai con mắt nó để đâu mà không thấy? Con mắt của nó để dưới chân mày nè. Nó là con cưng của tôi. Tôi cưng nó như cưng như là trứng mỏng vậy đó. Đâu có cần phải làm chuyện nhà chuyện cửa chi cho cực nhọc. Thì nó không thấy không biết là đúng rồi, đúng không? Vậy có gì lạ đâu, mát tôi. Thì tại vì nó là thân thuộc ruột thịt của mình. Nó là cháu của em, con chị. Cho nên là em mới nói chứ nó người dưng nước lã. Em nói làm cái gì chị chứ mệt, đúng không? Mà tôi nói chị nghe, chị dạy nó lại đi, để sau này nó lớn lên á nó còn biết chăm sóc lo lắng cho chị trong lúc mà chị tuổi già sức yếu bệnh tật, hiểu không? Thôi mệt rồi nha, cậu đi về đi. Trời đất ơi, chị em ruột đó mà không gặp thôi à, gặp á là gây nhau cãi nhau à.
tôi với cậu không có hợp với nhau. Mà thôi giờ vậy nhà ai nó lo đi, con gái tôi lo, con gái cậu lo. Thôi 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 đi về đi, mệt quá đừng mắng vốn đừng mét gì hết á. Tại tại chị chứ bộ. Tôi không muốn gì đâu, mệt quá. Tính tình không bao giờ bỏ được á. Nóng nảy ào ào. Má. Ủa sao má ngồi đây? Giận ai mặt hầm hầm vậy má? Giận cậu Út mày chứ ai. Nói đôi ba chuyện à, là hai chị em cự cãi nhau à. Ủa còn con nữa, sao mới thấy đi dần lành rồi về sớm vậy? Thì con với tụi nó tập hát ngoài đình không rồi. Lại tụ tập hát hò. Má thấy tụi bay quẩn lắm rồi nha. Má, má đợi con có chuyện gì không? Má nói lẹ đi, con đi vô. Bữa nay á, má thấy mệt mệt trong người, chắc má muốn bệnh rồi đó. Tính đi chợ mà đi không nổi đó. Ủa, má bệnh hả? Sao vậy má? Bị hồi sáng này nè, má ra má tưới cây ở ngoài vườn sớm, rồi má thấy trong người quể quải, giống như là má bị trúng gió vậy đó. Vậy bây giờ sao má? Một lát nữa má nhờ cô Tư qua cạo gió cho má, chắc không sao đâu. Ừ thôi sẵn con về, con chạy ra ngoài chợ đó, mua cho má con cá lóc để về nấu cháo gừng giải cảm. Mua sạp bà Mười á, sạp quen của mình nha con. Trời ơi, có nhớ chỗ bà Mười chỗ nào đâu mà ra chợ mua. Trời Phật ơi, thì lần nào má dẫn con đi chợ, má cũng dẫn con ghé sạp bà Mười để mua cá. Mà giờ con hỏi vậy, sao vậy không biết nữa. Con gái lớn rồi mà cái gì con không biết, cái gì con thấy là sao. Trời, con không có nhớ thiệt mà má. Sao vậy, bộ cái chuyện mà nhờ đi chợ mua cá bộ khó lắm hả con. Thôi được rồi, má đừng nói nữa, để con đi chợ. Con tự kiếm chỗ bà Mười luôn. Thì không biết thì hỏi con gái con đứa. Hở ra gì con không biết, hở ra gì thấy. Đi từ từ, bà chừng té bây giờ đó. Thấy chưa? Ui, thiệt là bực bội quá đi. Bây giờ phải ra chợ mua cá nữa. Mà chỗ bán cá bà Mười mình đâu có biết đâu, mình đâu có nhớ đâu. Ôi, phải đi tìm nữa nè. Trời ơi, thiệt là chán quá đã. Phải đi tìm thôi. Chị đi đâu vậy? Má bác Thơm á, phải ra chợ mua cá. Ờ, mua cá? Đi chợ hả? Trời, em nghe có lộn không vậy? Lộn cái gì mà lộn. Má chị á, bắt chị phải mua cá. Đúng con cá hả? Chỗ bà Mười bán kìa. Trời ơi, chị đi mua có con cá à, mà làm như bị đi đầy vậy đó. Trời ơi, mà chị không biết chỗ bán cá của bà Mười ở đâu hết á. Bà Mười đúng không? Bây giờ nè nha, chị ra ngoài đầu làng thấy không, chị thấy bả liền à. Cái làng của mình nó có bé tí à, dễ kiếm lắm. Đi ha. Ây da. Chị làm sao vậy, có sao không? Ôi trời, đau quá Thắm ơi. Chắc chị không đi chợ nổi nữa rồi. Ờ, hay là em đi chợ mua cá giùm chị nghe. Rồi em nói với bà Mười á là má chị sẽ trả tiền sau, được không? Thôi được rồi, chị ở đây đi, rồi em chạy ra chợ mua cho lẹ nha. Em, hay là em đưa cái quan gánh đó chị giữ cho, em đi tay không cho nó lẹ. Dạ rồi. Chị đi cẩn thận đó. Đi theo em nè. Có chờ, có chờ. Rồi rồi, chị ngồi đi. Giữ giùm em cái gánh nha. Em đi á. Rồi rồi rồi, em đi. Ơi. Đâu cần phải ra chợ cũng có cái đem về. Bởi vậy người ta nói không biết đỡ cực thân.
Ủa Thơm, sao con ngồi đây? Ủa cậu Út. Ờ. Cậu đi đâu vậy? Cậu hỏi con chưa trả lời, giờ con hỏi ngược lại cậu là sao? Con ngồi đây đợi ông Thắm. Đợi ông Thắm? Dạ. Đợi ông Thắm làm gì? Nó đi bán ngoài chợ, biết chừng nào nó về mà ngồi đây đợi. Nó đi mua cá giùm con. Đi mua cá giùm con? Dạ. Ủa sao con mua, con phải nhờ nó? Tại cái chỗ bán cá của bà Mười á, con không biết nên con nhờ Thắm đi mua giùm con. Thời, cái con nhỏ này sao mà nó hậu đậu quá vậy? Không biết thì ra chợ hỏi người ta. Cái việc gì mà phải nhờ con Thắm mua giùm? Cậu này kỳ thiệt. Miễn là con Thắm á, nó đi giùm con là được rồi. Mắc mới cậu la con. Cậu là em của má con, cũng như là coi như là thôi cứ như cha đi, thì phải dạy con được chứ sao không được. Má con á còn chưa dạy con nữa, mắc gì cậu dạy con mắc công vậy? Thơm ơi, đi tập hát Thơm ơi. Đi đi chứ đi. Cậu ở đây á, cậu coi có quan cảnh Thắm giùm con nha. Con đi à. À, ý cậu quên, tí nữa con Thắm về á, cậu nhớ nói con Thắm á là đem con cá qua giùm má con luôn nghe cậu nghe. Con đi à. Cái con nhỏ này đã lười biếng thì thôi, cái gì cũng không biết không thấy, vậy mà cha nó đặt tên Thơm, chắc là có ý gì đây. Ta đã có cách rồi. Rồi cạo gió thì tôi cũng cạo cho chị xong rồi, cháo hành gừng cũng ăn rồi, tót mồ hôi ra rồi. Bây giờ để tôi dìu chị nằm xuống nghỉ ngơi cho nó khỏe, chịu không? Thôi được rồi, để tôi ngồi chút cho thoáng. Cảm ơn Tư nha. Thiệt trong lúc bệnh hoạn này á, mà không có Tư chắc tôi chết quá. Trời ơi, mình là chị em chòm xóm với nhau mà chị cảm ơn tôi cái gì? Tối lửa tắt đèn á, thì có nhau mà. Không lẽ là mai mốt tôi bệnh chị ngó lơ, phải không? Tôi nghĩ á, buồn quá Tư à. Số tôi vô phước có được đứa con gái à, mà lớn từng tuổi này rồi, nó không biết quan tâm chăm sóc cho tôi gì hết á. Tối ngày chỉ biết đi chơi không à. Chị nói à, tôi mới nói đó nha. Con Thơm á, mà nó hư như vậy á, một phần là cũng tại chị hết trơn á. Chị nuông chiều nó quá đi, cho nên nó mới hư hỏng như vậy đó. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi nghĩ á, nhà chỉ có hai má con à, cha của nó không ai mất sớm, cho nên bao nhiêu tình thương tôi dồn hết cho nó. Ngay từ nhỏ nó muốn cái gì á là tôi chiều nó cái đó, cho nên nó lớn lên mới sinh hư vậy chứ. Nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, tôi cũng sẽ từ từ dạy bảo nó. Trời đất ơi, còn từ từ cái gì nữa chị Tám, dạy liền bây giờ đi. Cái tuổi này á là cái tuổi mình mới dễ uống nắng nè đó, mình uống nắng từ từ mình dạy dỗ nó. Nhưng mà nếu mà mình làm căng quá á thì nó cũng gãy luôn á chị Tám à. Thôi tôi biết rồi, để tôi nghe lời Tư, tôi sẽ dạy bảo nó. Thôi không ấy như vậy đi, để tôi tính bữa nào tôi qua đây tôi gặp con Thơm đó. Dạ. Rồi tôi lựa lời tôi nói giúp cho chị. Biết đâu á nhiều khi chị nói nó không nghe, mà tôi người ngoài tôi nói thì nó nghe làm sao. Vậy thì tôi nhờ Tư giúp tôi vụ này nha. Tư biết rồi đó, tánh tình của tôi thì nóng nảy, lại không khéo ăn khéo nói. Nó không hiểu á, nó lại giận tôi mới chết chứ. Thôi được rồi. Dạ. Cái gì vậy chứ, nghề nói là nghề của Tư này mà. Tám cứ yên tâm. Dạ. Tư ơi. Thôi đừng có nói nữa, mở miệng ra là tôi biết rồi, định cảm ơn tôi chứ gì. Tôi định nói là cháo Tư nấu ngon quá. Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Dạ. Tôi về nghe. Dạ. Có gì nhớ kêu tôi ha. Dạ. Cảm ơn nha. Rồi Tư đi nha Tám. Chơi mấy đứa bạn ngoài đình về, con nó bụng quá má ơi. Con gái lớn rồi, tối ngày chỉ biết đi chơi không à. Má bệnh hoạn, không chịu ở nhà quan tâm chăm sóc má mà cứ đi chơi rồi về đòi ăn cơm là sao chứ.
Bữa trước á, con nghe má bệnh rồi, giờ má bệnh nữa là sao? Trời bệnh đất. Như bệnh hoài vậy má. Con nói gì kỳ cục vậy? Thì má bệnh, má nói má bệnh, chứ má nói thì sao mà con hỏi má như vậy? Giờ con nó bụng quá, biết làm sao đây má? Ở dưới làm sao bếp đó còn nồi cá kho, xuống dưới sao bếp hâm cá kho rồi bắt nồi cơm lên ăn đi. Má bệnh má không có nấu được đâu. Con đâu có biết nấu cơm đâu má. Hâm ăn hâm sao má? Ơi má, thì không biết á phải tập làm đi. Đi tập làm đi con đi. Ôi má, con đói bụng quá à má ơi. Đi đi xuống nấu cơm dành cho má đi. Đi con. Đã nói không biết làm rồi mà. Ôi, đang ngủ mà ồn ào hết sức luôn. Nữa, gặp nhỏ này nữa. Con gái con đứa gì đâu á mà mạnh tay thấy ớt luôn à. Đập rầm 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 mà. Má ơi, gạo đây đây má. Thì má để cái khập gạo kế bên cái chạn bếp đó. Ở đây nè cụ hả, ở đây nè. Thế nào đóng hỏi má ơi, xúc gạo sao à? Con thấy cái hộp rồi, lấy gạo sao má? Thì con lấy cái nồi múc gạo bỏ vô trong cái nồi. Trời ơi, sao cái miệng tôi Linh dễ sợ luôn á, nói tiếng nào mình ra kiếm đó liền á. Thế nào cũng hỏi cái nồi đâu nè. Má ơi, cái nồi để đâu? Trời ơi, sao cái miệng tôi Linh dữ vậy trời, nói câu nào chính xác câu đó à. Cái nồi nấu cơm để ngay cái bếp đó. Nói chuyện với má mình mà giống nói chuyện với đầy tớ người ở vậy đó. Kì kìa, cái nội trên kia kìa. Trời ơi, cái gì đâu mà mạnh bạo thấy ớn luôn à. Gái đồng hậu đi đầu. Nhẹ 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 nhẹ. Nè, sao nữa má? Thì con vo gạo nấu cơm đi. Trời ơi trời, lấy gạo cho cả làng ăn hả trời? Đi lên đi, thế nào bà cũng đuổi xuống lại à. Nè, giờ sao nữa má? Đó. Trời đất ơi, con lấy gạo chi nhiều vậy? Lấy ít thôi, bao nhiêu đó nấu á cho cả làng ăn hả? Bỏ bớt gạo ra, bỏ bớt gạo ra. Đã nói là không biết làm rồi. Không biết phải tự làm đi. Ừ. Thì bỏ gạo ra bớt đi. Hồi nãy á là nấu cho cả làng ăn, bây giờ nấu cho cả xã ăn đó. Ôi. Con lấy gạo bớt rồi đó, rồi sao nữa má? Còn nhiều quá à, bỏ bớt phần nửa vô trong cái lu gạo đi con, rồi vo gạo, đi. Trời ơi, sao mà nhiều quá vậy má, phức tạp quá à. Trời đất ơi, nước ở dưới sàn nước ở sau bếp ấy chứ ở đâu. Có cái lu nước đó, con múc nước vô trong cái nồi rồi con vo. Rồi đó, con vo gạo xong rồi đó. Giờ sao nữa má? Trời ơi, có cục đá đánh lửa đó, con đánh vô bùi nhùi, vô củi nhỏ mà nấu chứ sao hỏi má hoài vậy Thơm.
Ai, con gái đâu mà hỗn hào hết sức, ăn nói không kính trọng mẹ mình gì hết trơn. Trời ơi, con kiếm hoài cũng không thấy hòn đá lửa đâu hết trơn. Má đâu má? Trời ơi, má đã nói rồi, cục đánh lửa tất cả để kế bên lò bếp á. Cái gì con cũng hỏi, cái gì con cũng hỏi. Tại sao không tự nhìn, tự thấy đi chứ? Ôi, má ơi, bùi nhùi củi nhỏ để đâu vậy má? Trời ơi, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng hỏi. Tại sao không tự làm, tự nhìn thấy đi? Con gái con đứa lớn rồi mà cái gì cũng hỏi à. Thôi dẹp đi, khỏi ăn khỏi nấu nữa. Nhưng mà con đói bụng sắp xỉu rồi nè. Trời ơi má ơi. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng phải hỏi. Tại sao vậy? Cái phải biết tự làm, phải biết tự nhìn chứ. Trời đất ơi. Trời ơi, thôi dẹp đi, dẹp đi. Không ăn, không uống gì hết á. Cái gì vậy con? Cái gì con cũng hỏi vậy? Con phải nhìn đi chứ. Cái gì cũng hỏi, không thấy gì hết trơn. Trời, đây nè, nhìn giùm má nè. Đây, cái thạp đựng gạo, thấy chưa? Đây, cái bếp lò nè. Còn đây nè, hai cái cột đá này để đánh lửa nè. Rồi củi với bùi nhùi ở đâu? Củi bùi nhùi thì phải để ở dưới này chứ ở đâu? Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng không thấy là sao? Mệt quá à, má bệnh hoạn không yên hơn với con. Trời ơi là trời, ước gì con có được 100 con mắt để con nhìn thấy mọi thứ, khỏi phải hỏi má nữa. Người ước con ngươi có 100 con mắt, ta sẽ cho thành hiện thực. Gì của công việc gì chị cũng dành chị làm hết trơn á. Trời, chị không có chỉ bảo cho nó rồi bây giờ nó không biết gì hết, rồi chị quay ra chị trách nó. Thank you.
trời nóng lắm phải không con? Má tưới nước cho con nhiều á, để cho con mát nha. Từ hồi á mà không có con thấm ngày nào nó cũng qua để hủ hỉ với má. Má cũng nguôi ngoai được phần nào, nhưng cứ mỗi lần nhìn nó là má lại nhớ tới con. Má quên kể cho con nghe, hôm qua con thấm nó dẫn má đi coi hát tuồng ở xóm đình đó. Cái cô đầu hát á, cô mặc đồ chiếu chiếu đẹp ghê đó con, nhìn mà phát mê vậy đó. Cô hát cái tuồng gì đó mà má nhớ là mỗi lần con soi gương con hay hát cho má nghe. Má nhớ con lắm Thơm ơi. Thơm ơi, không biết bao giờ má mới được gặp lại con. Kể từ hôm đó, bà Tám vì thương nhớ con mà ra sức chăm bón cho khóm cây lạ. Bà lấy tên con gái mình đặt cho cây. Loài cây lạ cho trái có rất nhiều đốm, trông như những con mắt. Từ đó mang tên là Thơm cho đến ngày hôm nay. Cho nên khi cúng nhà, cúng đất, ở khá nhiều nơi, dân gian cúng trái thơm, trông coi nhà cửa, vì tương truyền rằng nó có chăm con mắt để nhìn thấy kẻ gian. Hai con đã theo ta bao lâu nay, học cũng được khá nhiều phép thuật để dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay ta cho hai con được trở về với gia đình. Nhớ lời ta dặn, hai con là huynh đệ đồng môn, cho nên dù không còn dưới sự quản thúc của ta nữa, hai con vẫn phải thương yêu nhau, sống nghĩa khí với nhau cho đáng mặt là học trò của ta, đúng nghe chưa? Sư phụ, xin nhận của chúng con một lại để tỏ lòng biết ơn. Chúng con luôn ghi nhớ lời của thầy dặn. Huynh đệ chúng con xin cảm ơn thầy đã khổ công rèn luyện cho hai anh em chúng con thành tài. Và hai anh em chúng con xin phép thầy trở về nhà. Trên núi hôm nay á trở về quê hương sắp gặp tiền thê của ta rồi. Bởi vậy á, huynh là thương thương nhất trên đời đó. Trong khi đệ không vợ không con, không nhà không cửa, bây giờ á chắc đệ sẽ đi ngao du sơn thủy rồi. Hình như bên kia có người con gái khóc. Đi huynh, đi ơ thì để làm sao vậy? Huynh thử nghĩ coi, ở đây rừng rậm vắng vẻ vậy, tự nhiên có một người phụ nữ mặc áo trắng lại còn ngồi ngay trước mộ. Đi bình tĩnh lại đi. Để quên là sư phụ á đã truyền cho ta phép thuật, để ta dở phép thuật ra xem nàng là người hay quái nữa. Để ta thôi, mệt quá nghỉ lại hỏi đi cho chắc. Ơ hiền đệ cẩn thận, mệt ghê vậy. Hiền đệ chờ đệ huynh làm phép muốn chết luôn. Chồng ơi chồng chết rồi, chồng bỏ thiếp ở lại với ai? Ở dưới nó nóng lắm đúng không chồng? Em quạt cho chồng mát nghe chồng. Thấy chưa, nói đâu có sai, không phải người bình thường đâu. Không có ai đặt một cái câu hỏi vô lý vậy. Người chết rồi ở dưới là phải lạnh, chứ ai nói nóng. Thiệt là một người vợ thủy chung hầu hạ chồng cho đến lúc chết. Chồng ơi, cô gì ơi, tôi thấy cô khóc lóc quá trời. Chắc là do chồng chết. Nhưng mà chồng chết là do bệnh tật hay chuyện gì mà mình buồn tủi quá vậy? Chồng tôi bị bão bệnh nên qua đời. Chưa lúc chết, tôi có thề với chồng là sẽ ở dậy không bước thêm bước nữa. Ồ, quả là người vợ chung thủy. Nhưng mà
sợ tôi một mình đơn chiếc nên chồng tôi khuyên hãy đi tìm hạnh phúc mới. Ồ, quả là người chồng cao thượng. Nhưng mà mấy anh biết không, mấy bữa nay á, ở làng bên có chị kia mai mối cho tôi một lương duyên rất là tốt. Vậy á, nàng không đồng ý đúng không? Nàng không đồng ý. Tôi đồng ý. Trời đất ơi, vậy mày đặt khóc lóc gì vậy? Mày đặt qua đây quạt quạt cho chồng chi? Đi không đi lấy chồng đi. Tại vì hai không có biết, trước lúc chết á, chồng tôi căn dặn mắt tôi thề thốt là: em ơi, nếu như mà em muốn mất thêm mất nữa thì em làm ơn đợi mộ anh xanh cỏ. Mà mấy anh nghĩ coi, trời đất ơi, mấy bữa nay mưa gió bão bụng như vậy nè, thì nghĩ đi, làm sao mà cỏ mọc lên được, đúng không? Cho nên á, tôi phải ra đây nè, tôi ngồi đây nè, tôi quạt cho chồng tôi đó. Ồ, quả là một người vợ thâm thúy. Thì ra mục đích đi ra đây là ngồi quạt, quạt cho đất mau khô, cỏ mau mọc mới mau lấy chồng. Hay quá, người vợ chung thủy kiểu đó là hả? Tôi khổ thôi, quá bà chồng ơi, em khổ để, quá bà ta sẽ giúp nàng. Chồng ơi. Vậy chồng bà không có rảnh gặp bà kiếp sau đâu. Đi lấy chồng đi, đi lấy chồng đi. Em đội ơn chồng, em đội ơn chồng. Quỳnh ơi, ta chặn chàng kêu bạn làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe không? Thích đi lấy chồng đó, thích đi nha. Lẹ gì đó. Đi lấy chồng đi. Kỳ lạ. Người phụ nữ chung thủy. Chàng hãy uống chén trà nóng này cho ấm người. Đi đường xa về chắc là cũng mệt rồi, sao chàng không vào trong nghỉ ngơi? Mà thiếp thấy chàng cứ cầm cái quạt này rồi lại suy nghĩ. Chẳng lẽ cái quạt này chàng được cô gái nào tặng khi học ở trên núi à? Kìa, nàng. Sao nàng nói lại vậy? Nàng ngồi xuống đây đi. Nàng cũng biết rồi đó, ta chỉ có mình nàng là thê tử thôi. Ta thương nàng nhiều lắm, nàng không hiểu ta sao? Vậy cớ gì mà thiếp thấy từ chiều đến giờ chàng cứ ngồi cầm cái quạt này nè, thẫn thờ rồi lại trầm ngâm suy nghĩ? Nhưng mà cái quạt này ở đâu chàng có? À, chuyện là như vậy, để ta kể nàng nghe. Ta chặn chàng cái quạt làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe hôn, thiếp đi lấy chồng đó, thiếp đi nha. Đúng là thứ đàn bà hư thân mất nết, thề thốt rồi lại nuốt lời. Chồng chết chưa sanh mộ mà đã vội vàng đi lấy chồng khác rồi. Đã vậy còn giả bộ khóc lóc nữa. Thứ đàn bà đó là trời không dung, đất không tha. Ta có điều này muốn hỏi cho nàng. Nếu một mai ta lỡ chết bất đắc kỳ tử thì lúc đó nàng sẽ như thế nào? Kìa chàng, chàng đi biền biệt bao nhiêu năm nay mới trở về, sao lại nói gõ như vậy chứ? Không, ta chỉ nói chơi thôi, nàng đừng giận ta. Nhưng nếu chẳng may có ngày ấy, thiếp xin thề có trời đất, thiếp sẽ làm nhà binh mộ chàng, ở như vậy đến hết đời, cho trọn nghĩa phu thê. Thank you.
gọi cho. Thiệt đâu sao vậy cậu? Tập mệt và lạnh quá. Hãy đưa giúp ta vô nhà. Để tôi đưa cậu vào nhà. Nàng ơi, nàng. Chàng tỉnh rồi. Chàng thấy trong người thế nào? Nói cho thiếp biết đi. Để thiếp lấy khăn ấm lau mặt cho chàng nha. Quản gia đâu? Dạ. Hãy mang khăn ấm vào đây cho ta. Dạ. Nàng ơi, chắc ta không qua khỏi đâu. Được được, không không. Chàng đừng nói vậy, chàng đừng nói vậy mà. Chàng phải sống. Chàng phải sống với thiếp chứ. Ta mệt và lạnh lắm. Trước khi ta ra đi, ta có chuyện nhắn nhủ lại cho nàng biết. Không không, chàng phải thống sống như thiếp suốt đời. Chàng sẽ khỏe mà. Sống chết là chuyện của trời. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng nói đi. Chàng muốn gì thiếp cũng đồng ý. Ta chết đi, ta sẽ còn nuối tiếc với nàng nhiều lắm. Khi ta chết đi, định cổ của ta, nàng hãy để trong nhà 100 ngày. Qua 100 ngày thì nàng hãy chôn. Vì trong 100 ngày đó, ta muốn được ở bên cạnh nàng. Thiếp hứa, thiếp hứa sẽ để linh cổ của chàng đúng 100 ngày. Còn chuyện này nữa, còn nhà cửa, điền sản và củ cải, ta giao lại hết cho nàng. Nàng hãy dùng nó cho hết quãng đời còn lại. Nhưng có một điều, ta muốn nàng hứa với ta là được bán căn nhà này. Vì đây là căn nhà mà cha mẹ ta đã khổ cực gây dựng nên. Ta không muốn nó thuộc về người khác. Nàng hứa với ta đi. Được, thiếp hứa. Thiếp hứa sẽ không bán ngôi nhà này. Nhưng mà chàng phải khỏe. Chàng phải khỏe, sống với thiếp suốt đời, nghe chưa? Chàng ơi, chàng, quản gia đâu? Mau vào đây. Dạ. Hãy xem cậu thế nào, nhanh lên. Cậu ơi. Cậu sao? Cậu thế nào? Cậu chết rồi mợ ơi. Không phải, chàng ơi, chàng tỉnh dậy đi. Chàng tỉnh dậy đi, đừng bỏ thiếp mà. Chàng ơi, thiếp sống với ai? Chàng ơi. Sao chàng nỡ lòng nào bỏ thiếp lại một mình? Chàng ơi, sao chàng bỏ thiếp? Trời, tội quá, còn trẻ vậy mà quá chồng, tội nghiệp quá. Bây giờ thiếp biết sống như thế nào đây? Thiếp phải sống sao đây? Cô ơi, thôi đi, cô bình tâm lại nha. Người chết thì cũng đã chết rồi. Cô hãy cố gắng sống mà còn lo hương quả cho ông bà tổ tiên. Như vậy á thì chàng Ân mới có thể thanh thản ở suối vàng.
Thưa mợ, có một chàng trai tên Nghĩa tự xưng là bạn đồng môn của cậu tới giếng. Cho mời vào. Dạ. Chàng ơi, có bạn của chàng đến giếng. Chào phu nhân. Tôi là bạn đồng môn của ân huynh, cùng học ở trên núi ngày trước. Nay hay tin huynh ấy mất, tôi vội vàng tới giếng. Chàng ơi, chàng có bạn đến thăm kìa. Chồng ta trước khi mất mong muốn rằng linh cữu sẽ được đặt ở đây đúng 100 ngày, nên ta đã thuận theo lời chàng. Nếu như vậy, tại hạ xin mạn phép được lưu tại đây 100 ngày sau để trọn tình trọn nghĩa với ân huynh. Nếu như huynh đã có ý tốt như vậy thì ta cũng chấp nhận. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu chồng ta ở dưới suối vàng biết được tấm lòng của huynh như vậy, chắc sẽ vui lắm. Đa tạ phu nhân đã chấp nhận. Nhưng có sao không? Ta không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Ta rất biết ơn huynh vì đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua. Nếu như không có huynh, ta thực sự không biết sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Phu nhân đừng nói như vậy. Lúc trước ta và ơn huynh là huynh đệ tốt với nhau. Này, huynh ấy mất đi rồi, ta làm như vậy coi như là trọn nghĩa tình thôi. Ta có làm cho huynh chén trà nóng, huynh uống ngay đi cho ấm. Kìa phu nhân, ta đã tới đây ở nhờ nhà phu nhân. Phu nhân còn tận tình chăm sóc, thật là đa tạ. Huynh đừng nói như vậy. Từ ngày có huynh ở đây, ta cũng dời đi nỗi buồn chồng mất, và cũng cảm thấy ngôi nhà này bớt đi cảnh tang gia khóc lóc. Ta phải cảm ơn huynh mới đúng. Kệ phu nhân. Ta do ta thấy hoàn cảnh của phu nhân, nữ nhi quá chồng,
lại còn một mình lo đám tang của chồng mình. Ta là nghĩa đệ của ân huynh, ta làm gì được ta sẽ giúp. Sao nàng lại khóc? Nàng khóc làm tâm trạng ta rối bời. Nàng có thể cho ta biết không? Thiếp thân cô thế cô, nay chồng đã mất rồi, không biết sau này phải sống ra sao. Phải chi có một người lo lắng cho quãng đời còn lại thì tốt biết mấy. Ta hiểu hoàn cảnh của nàng, nhưng mà nhưng chàng biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp chàng thiếp đã rung động. Thiếp biết như vậy là thiếp sai rồi, vì chàng là bạn của chồng quá cố của thiếp, nhưng mà thiếp không thể nào làm trái với lòng mình được. Hôm nay thiếp sẽ nói rõ lòng của mình cho chàng hiểu, rồi thì chàng muốn trách hờn thiếp ra sao cũng được. Ta thì làm sao dám trách hờn nàng được, bởi vì ta cũng đã có tình cảm với nàng từ ngày đầu tiên ta bước vào căn nhà này. Chàng cũng có tình cảm với thiếp, chàng nói thật không? Chàng làm thiếp xúc động quá. Nhưng ta đây vẫn còn một nỗi băn khoăn. Băn khoăn? Chàng đang băn khoăn chuyện gì, có thể nói cho thiếp nghe được không? Ta băn khoăn hoàn cảnh gia đình của ta thì không sung túc, không thể nào lo lắng cho nàng đầy đủ được. Hơn nữa, ta và ân huynh là huynh đệ từ trước tới giờ, ta không thể di truyền tình cảm của hai đứa mình mà để thiên hạ cười chê được. Trước đây thiếp và Bảo Ân yêu nhau, rồi được cha mẹ đôi bên tác hợp nên duyên chồng vợ. Nhưng sau đó Bảo Ân lên núi đi học nhiều năm, vợ chồng xa cách nên tình cảm cũng nhạt phai. Hơn nữa, Bảo Ân lại là một người đàn ông không ra gì, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chàng biết không, đến cả quá phụ mà chàng ấy cũng không tha, buông lời trêu ghẹo. Và người quá phụ ấy đã tặng cho chàng ta cây quạt để làm kỹ vật. Ân huynh của ta tệ như vậy sao? Khi biết được chuyện này, thiếp đã rất đau khổ. Chuyện nàng quá phụ, cả ta lẫn ân huynh đều chứng kiến. Nhưng có lẽ nàng ta không biết, cho nên mới bày đặt bịa ra câu chuyện này để nói xấu ân huynh này mà. Trước đây ta lúc nào cũng ngưỡng mộ ân huynh, thật không ngờ huynh ấy lại có thói trăng qua, thật đáng khinh. Chàng à, thiếp không quan tâm chuyện chàng nghèo khó. Bây giờ Bảo Quân đã mất rồi, tất cả tài sản nhà cửa này đều do thiếp cai quản. Nếu cần, thiếp sẽ âm thầm bán đi tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Chàng có đồng ý không? Nhưng mà chúng ta đi đâu mới được? Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó có chàng. Ông có chuyện gì muốn nói với ta ư? Thưa mợ, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay với cậu, xin mợ đừng bán ngôi nhà này và cũng đừng làm chuyện đồi bại. Cậu ở suối vàng làm sao yên lòng nhắm mắt được hả mợ? Người thật to gan, là người làm mà dám nghe lén chuyện của chủ, rồi bây giờ còn dám lên mặt dạy đời chủ nữa hả? Người có tin là
tao đuổi ngươi ra khỏi nhà không? Mợ có đuổi tôi đánh tôi cũng được, nhưng xin mợ hãy nghĩ lại, đừng làm chịu trái đạo trời mợ à. Ông thì biết cái gì mà nói, khôn hồn thì câm miệng lại đi. Kẻo người ngoài người ta mà nghe được cái gì á thì ông không có yên với ta đâu nha. Thưa mợ, xin mợ hãy suy nghĩ kỹ lại. Ngôi nhà này là của ông bà để lại cho cậu. Trước khi mất, cậu cũng đã căn dặn mợ là nhất định không bán ngôi nhà này. Nhưng bây giờ mợ đành lòng bán nó đi, không khác gì mợ thất hứa với chồng, thất lễ với tổ tiên. Ông bà ở đây linh thiêng lắm mợ à. Người dám hăm dọa ta hả? Làm quản gia nhà ta, ăn cơm ta nuôi, rồi bây giờ còn dám lên mặt để dạy đời ta nữa. Là phận tôi tới trong nhà, tôi nào dám dạy đời mợ. Tôi chỉ nói theo đạo làm người thôi mợ à. Dù sao hôm nay ông cũng đã biết chuyện của ta rồi, thôi thì ta sẽ cho ông một số bạc lớn để ông về quê đoàn tụ với gia đình. Căn nhà này mai mốt ta cũng bán, nên không cần ông làm quản gia nữa. Đây, ông hãy cầm lấy số bạc này, nhưng mà nhớ, tất cả những gì mà ông biết ngày hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai, nghe rõ chưa? Thưa mợ, tôi không thể nào nhận món bạc này được. Tôi xin mợ hãy suy nghĩ lại, nếu không tôi sẽ đem chuyện này ra bàn dân thiên hạ để nhờ họ phán xét. Ngươi dám à? Lão Mộc, ông ở với vợ chồng ta suốt bao nhiêu năm nay, chắc ông cũng thấy tình cảm vợ chồng ta yêu thương gắn bó như thế nào, đúng không? Bây giờ đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua trong lúc ta cô đơn buồn tủi vì chồng vừa mất, nên nhất thời nảy sinh ra cảm xúc thấp hèn. Nhưng cũng may nhờ có ông, ông đã thức tỉnh ta, giúp ta ngộ ra được. Ta cảm ơn ông. Ta sẽ không bán căn nhà này nữa, ta sẽ không đi theo chàng Nghĩa nữa, để giữ trọn đạo vợ chồng. Ông hãy yên tâm như vậy, ta hứa. Mợ hứa à? Ta hứa. Mợ suy nghĩ thông suốt rồi, tôi mừng lắm. Vậy bây giờ tôi ra ngoài để mợ nghỉ ngơi. Giữ hắn lại trong nhà ngày nào là tai họa có thể ập tới ngày ấy. Hay là ta bịt miệng hắn luôn cho xong. Rượu mời ta đưa thì ông không uống, vậy thì đừng trách ta. Ai biểu ông biết quá nhiều chuyện của ta làm gì. Coi như đây là tai họa mà ông tự rước vào thân. Cả gan sát hại lắm. Nhìn bề ngoài là người dơ hiền, nhưng bên trong là dầu phụ ác.
Ông sao vậy? Có chuyện gì? Không ngờ chỉ với một gói thuốc nhỏ mà lại hiệu nghiệm như vậy. Ngày mai sẽ đúng 100 ngày sau khi chôn cất ông chồng quá cố, ta và chàng Nghĩa đã có thể sống hạnh phúc bên nhau. Kỳ Trang, Trang sao vậy? Đừng làm thiếu sợ mà. Trang sao vậy hả? Nàng à, ta có một chuyện trước giờ ta giấu nàng. Đó là ta có bệnh tim kinh niên. Trước đây từ có một cao nhân nói với ta là phải ăn tim con người mới qua khỏi. Ta không làm được chuyện đó. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, ta không làm được. Chàng ơi, vậy ăn tim của người chết có được không? Vì cao nhân ấy nói rằng chỉ cần là tim của con người chết không quá 100 ngày là được. Được, vậy thì chàng hãy đợi thiếp. Thiếp đã có cách để cứu chàng rồi. Chàng hãy đợi thiếp. Nàng làm gì vậy? Ngày mai là đúng 100 ngày, nên hôm nay Thiếp sẽ moi tim chồng để nấu cháo cho chàng ăn khỏi bệnh. Nàng đừng làm như vậy, như vậy là thất đức lắm. Ta dùng phép thuật để giả chết để thử lòng này, thì nàng lại trở thành một con người độc ác và giả tâm như vậy. Như vậy là sao? Chàng, chàng ơi, như vậy là sao? Ân huynh, lúc đầu đệ thật không hiểu vì sao ân huynh lại quyết định làm điều này. Bây giờ thì đệ đã hiểu. Ân huynh thật sáng suốt. Chàng nói dối. Chàng nói dối. Thử ta ư? Không phải như vậy. Mới lúc nãy chàng còn nói là chàng yêu ta mà. Chàng còn nói chàng yêu ta sẽ cùng ta cao chạy xa bay cơ mà. Ta ra đi. Đàn ái, uổng công bao nhiêu năm nay ta yêu thương nàng, vậy mà ta tiếc cho tình cảm vợ chồng của mình. Tội của nàng trời không dung, đất không tha. Nàng hãy nhìn đến bàn thờ tổ tiên của mình mà sám hối đi. Không, chàng gạt ta. Chàng nữa, các người gạt ta. Không phải, ta không tin. Và cũng từ đó,
trong dân gian truyền rằng đêm đến cứ hễ thắp đèn hoặc nhóm bếp lên là người ta lại thấy một thứ côn trùng nhỏ bé bu quanh ngọn lửa rồi lao vào chịu chết. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ nhẫn tâm đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Bảo Ân giao hết nhạc nữa tài sản cho lão Mộc trong coi, rồi đi lang thang theo du sơn thủy và sớm chiều làm bạn với trăng sao, không còn màng đến những chuyện của thế gian. Chịu thua chưa kỵ nhân? Đã nói Trương Ba này xuất chiêu là đệ nhất danh cờ mà. Từ từ để ông suy nghĩ. Kỵ Như là một kỳ thủ nổi tiếng ở phương Bắc, vậy mà để thua Trương Ba hai ván à? Kể ra thì tôi cũng không mất thời gian vô lý để đến đây gặp ngài Trương Ba. Đúng là danh bất hư truyền, nhưng tôi cần thêm thời gian. Tôi chưa chịu thua đâu. Chắc chắn tôi sẽ tìm được cách hóa giải nước cờ này. Khỏi cần thời gian. Bởi vì nước cờ này Trương Ba đã ra tay thì có giỏi như để thích cũng phải chào thua thôi. Trời ơi. Tự cao quá. Ông Trương Ba tự cao quá đấy. Đừng có động đến để thích. Ngài là một vị tiên ông giỏi cờ bậc nhất từ xưa tới nay đó. Tiên ông để thích ông linh lắm đó nha. Ông mà nói ông nghe được cái nào xuống ông chạy ông á. Vậy à? Như tôi nói cho mọi người biết, Trương Ba này xưa nay á chưa hề bị chiếu bí. Nếu được á thì Trương Ba này sẵn sàng để chào đón Đế Thích một ván xem sao. Nhưng chỉ e là thần Đế Thích không có chịu xuống trần gian này thôi. Mà trên đời này làm gì có Đế Thích, chỉ có Trương Ba này là bất khả chiến bại thôi. Đế Thích linh lắm đó, đừng gọi ông vậy. Tôi nghĩ là Trương Ba nên củng ngô một tí xíu. Đế Thích là vua cờ nổi tiếng khắp ba cõi. Trương Ba đã là cái gì mà dám thách thức ngài? Ngài chịu thua chưa? Kỵ Như. Hậu sanh dám xem trời bằng chung. Lão thật. Lão quân đây nè. Mà còn bị Đế Thích quay xiển niễn nữa cả. Đế Thích có dám xuống đây chơi cờ không? Đế Thích đấu không lại Trương Ba này đâu. Trương Ba mới là vua cờ. Không biết Trương Ba là ai mà có vẻ ngạo mạn quá hả lão quân? Ông xuống đi thử xem, cho chúng nó một trận cho nó biết mặt. Cũng đã quá lâu ta chưa gặp được một kỳ thủ nào xứng danh là kỳ phùng địch thủ. Chắc nhân dịp này tôi xin phép xuống dưới trần gian một chuyến nha. Còn dám không dám. Dạ. Nè, đi sớm rồi về sớm nha. Dạ, xin cáo biệt lão quân. Chịu thua chưa Kỵ Như? Trời ơi, làm sao mà gỡ được cái nước này. Trời ơi, hay quá trời. Sao Kỵ Như? Đã trải qua một thời gian đâm chiêu rồi vẫn chưa giải được nước cờ này của tôi à? Giải được chứ sao lại không? Ủa? Cụ này ở đâu không đến thầy? Nhìn lạ quá, chắc là khách đi đường. Lão này coi tốt tướng dữ chứ. Cụ nói dán cờ vậy là sao? Kỳ Như này đã mất hơn cả một canh giờ. Đúng rồi. Mà chưa tìm được nước đi kế tiếp. Chẳng lẽ Ông có cách để hoán giải lần này? Đúng vậy. Phàm người chơi cờ mà tâm chưa tịnh thì chỉ có thể đi được những nước đi trước mắt mà thôi. Chú em mày
suy nghĩ thêm đi. Hay, ông nói chí phải lắm. Như ông nói được, ông làm có được không? Nếu ông hay thì ông thử giải nước cờ này coi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giải thử đi. Giải thử. Đưa em đi đi. Yêu. Hay quá. Không làm quách của một nước mà đã chuyển bại thành thắng. Không là kỳ diệu. Hay quá. Tuyền Bảo đúng là cao nhân. Xin cho biết quý danh. Thầy. Thầy đúng là cao nhân ẩn tích. Trương Ba ngày hôm nay chịu thua, tâm phục khẩu phục. Thật ra nước cờ của ngươi cũng thuộc dạng xưa nay hiếm đó. Thú vị lắm. Thầy. Tiền bối. Tiền bối. Xin dừng lại ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ. Tiền bối. Ngươi làm cái gì đó? Dạ. Tiểu nhân có mắt như mù, đã mạo phạm đến tiền bối. Xin tiền bối tha lỗi ạ. Dạ. Thôi. Người làm ơn, người đứng lên đi. Đứng lên đi. Nè. Dạ. Đứng lên đi. Ở đây có ngày nào đâu mà ngươi có vẻ kính trọng mới vậy. Hả? Nè, chú em mày. Dạ không. Ngài đây chắc chắn là hiện thân của thần Đế Thích. Bởi vì nước cờ ngài vừa đi lúc nãy, ở trần gian này, không ai có thể nghĩ ra được. Chỉ có thần tiên mới có thể giải được nước cờ đó. Dạ. Xin thầy cho tiểu nhân được đi theo thầy để học hỏi à. Nếu được như vậy là phước đức ba đời của tiểu nhân à. Khá khen cho Trương Ba nhà ngươi cũng có cặp mắt tinh đời. Thật ra thì Đế Thích ta đây cũng đang tìm một kỳ thủ ngang tài ngang sức đặng mà vui chơi cho thỏa thích. Thiệt hả ngài? Ừ. Ta đi. Dạ. Dạ mời ngài. Hồn vậy? Tôi bình thường mà, tôi có làm gì đâu. Có mình mới lạ. Sao nãy giờ tôi kêu hoài, mình không nghe. Mình biết cái cây này cây gì không? Thì cây nhang với cây gì, làm như con nít vậy không biết. Nhưng không phải là nhang bình thường nha. Đây là nhang thần tiên đó. Gì? Ờ. Nhang thần tiên hả? Đúng rồi. Trời ơi. Mình ơi, mình đánh cờ nhiều quá rồi bệnh hả? Bệnh cái gì bệnh? Tôi nào giờ tôi có gạt mình đâu. Mình mà nói vậy lỡ thần tiên nghe quả trách tôi nè. Thôi, được rồi. Bây giờ mình nói có thần tiên phải không? Vậy thần tiên nào ban cho mình vậy? Thần Đế Thích. Thần Đế Thích hả? Khùng nè. Trên đời này làm gì có thần Đế Thích, làm gì có thần tiên. Mà hả, tôi nói cho ông biết, thần tiên mà có tới đây á cũng không có thèm gặp ông đâu. Thôi, để tôi dọn cơm cho ăn. Trời Mình. Ơi, Mình. Đánh cờ vừa vừa thôi, đánh quá bệnh luôn rồi đó. Mình, còn không nói với bà nữa. Dạ.
lời từ biệt với ông trước ta. Ông đi rồi bỏ lại tôi một mình, tôi biết sống với ai đây ông Trương Ba ơi. Tôi thấy trong tủ đồ của ông có cái nhang này nè, bây giờ tôi đốt luôn cho ông á. Ông mau về đây phụ hưởng đi nghe chưa. Ông Trương Ba ơi là ông Trương Ba. Tôi còn giấu không thích đánh cờ lắm nè. Giờ tôi đâu cái bàn cờ tôi cho ông nhớ nhớ ông chơi cho đỡ buồn nè. Ông Trương Ba ơi là ông Trương Ba. À, nhang của Trương Ba kìa. Không biết mấy bữa nay hắn ta đi đâu, mới tới tận hôm nay mới chịu đốt nhang mời tôi xuống. Tôi thấy từ ngày của Trương Ba nó đã chịu hầu cờ với ông, tôi thấy ông lại thích thú thêm hơn nữa chứ. Trương Ba quả là một kỳ thủ uyên thâm, tôi mà không thích thú mới là lạ. Thôi à, tôi xin phép lão quân cho tôi xuống dưới làm với hắn vài gián nghe. Ừ, đi nhanh nhanh rồi về cũng lẹ lẹ, tôi chờ ông đây. Chào biệt lão quân. Trương Ba, ta đến rồi đây. Ủa? Trương Ba đâu? Chứ bộ không phải chính hắn đã đốt nén nhang này kêu ta đến đây hay sao? Có chuyện gì vậy? Hả? Ông là ai? Bộ ông ở xa tới đây. Ở xa tới hay sao mà ông không biết chuyện này hả? Ta là người bạn vong niên của Trương Ba. Còn hắn á là hảo bằng hữu của ta. Bọn ta đã có một thỏa thuận là hãy cứ mỗi lần hắn đốt nén nhang này lên là ta sẽ đến đây để đánh cờ cùng hắn. Giờ hắn đâu rồi? Ông nghe chưa ông Trương Ba? Bằng hữu của ông tới thăm ông kìa ông Trương Ba ơi. Hắn đã... Ông đã nằm sâu dưới ba tấc đất này rồi ông ơi. Trời ơi là trời. Thiệt là tức chết đi được. Tại sao ngươi ra đi mà không thèm nói với ta một tiếng nào vậy hả? Bằng hữu gì mà kỳ vậy? Tại sao ngươi lại không đốt đi nhang để kêu ta tới hả? Cũng mới vừa giáp tuần thôi thưa ông. Mà ông nói đốt nhang gì? Giáp tuần. Giáp tuần. Trời ơi, vậy là đã muộn rồi. Mặc dù ta có phép cải tử hoàn sinh, nhưng vì bây giờ thân xác của Trương Ba đã không còn nguyên vẹn nữa thì ta cũng không thể giúp gì được. Bây giờ phải làm sao đây? Phải khi á, khi mà hắn vừa mới tắt thở á, ngươi biết chuyện ngươi đốt nén nhang cho ta thì chuyện đâu đến nỗi như thế này. Nói vậy ông là... Ta là đế thích đấy. Dạ, vợ quá của Trương Ba xin ra mắt ngài đế thích. Tôi đây có mắt mà như mù, không biết ngài. Lúc còn sống, tôi có nghe Trương Ba nhắc tới ngài và hết lời khen ngợi ngài.
tôi cứ tưởng ổng đang nằm mơ. Trời ơi, nào đâu có ngờ hôm nay có duyên gặp ngài, nhưng mà Trương Ba và tôi xấu số. Trương Ba, nói gì thủ thảo, lại mất sớm như thế này quả là một chuyện đáng tiếc. Hả? Tôi làm sao đây? Tôi có cách làm bây giờ mới được chứ. Nói vậy là ngài có cách giúp cho chồng tôi sống lại sao? Cũng không hẳn là như vậy. Mặc dù là ta có cái phép cải tử hoàn sanh, nhưng mà ngặt một nỗi là chồng của ngươi đã chết cách đây hơn một tuần rồi, xác đã không còn nguyên vẹn nữa, thì ta cũng không thể nào mà giúp được. Nếu như có một cái xác nào mà vừa mới chết mà thân xác vẫn còn nguyên vẹn thì ta có thể giúp được. Tôi đây người trần mắt thịt, không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ngài. Ý của ta là nếu chồng của nhà ngươi mà sống lại trong hình hài của một người khác thì ngươi có nhận ra hay không? Nhận ra chứ. Vợ chồng chung sống bao nhiêu năm, bây giờ ông có quá thành tro tôi cũng nhận ra nữa. À, nếu vậy thì ngươi hãy để ý ở trong xóm, ở đâu đó gần xa, nếu biết nhà nào có ai vừa mới mất á mà thân xác vẫn còn nguyên vậy thì ngươi hãy cho ta biết. Dạ, 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 dạ. Ủa, ở đâu như là có ai vừa mới mất hả? À, cái đó là đám ma của anh Hàng Thịt ở phía xóm trên á. Ổng nghe đâu mới vừa trúng gió chết. Nhưng mà thân xác của anh ta vẫn còn nguyên vẹn chứ? Dạ thưa, chắc là còn nguyên vẹn, tại vì chỉ bị trúng gió chết thôi mà. Nếu vậy á thì ngươi chuẩn bị đón chồng con mình về trong tình hài của anh Hàng Thịt. Vậy có nghĩa là có phải ý ông là, ủa ông ơi, ông ơi là ông, tại sao ông bỏ vợ bỏ con, ông đi như vậy, trời ơi, ông đi như vậy đó. Mẹ ơi, Huy nhập cảnh. Mẹ ơi, tỉnh lại rồi hả? Con tỉnh lại rồi đúng không? Ôi, cái gì vậy? Hả? Ủa? Ôi, người đàn đám ma nhà vậy? Hả? Ủa? Người đàn đám ma nhà vậy? Chị? Ông mới chết rồi bây giờ ông hồi dương lại trộn này. Không. Tôi mừng quá. Chị. Mà. Đây phải vợ tôi. Đây là chị Cư, vợ anh Hàng Thịt, mẫu thịt mà. Còn tôi là Trương Ba. Hàng Thịt. Ông Hàng Thịt. Phải. Trời. Ông Hàng Thịt mà. Trời. Không phải vợ tôi. Tôi đi về nhà tôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Lượn theo. Lượn theo. Trời ơi. Trời ơi, chồng nhớ là chồng. Dạ. Sao mà khổ vậy nè? Mừng quá, về tới nhà rồi. Mình ơi, mình đâu rồi? Ông là... Chồng mình nè. À? Ừ? Thầy Đế Thích đó, đã cho tôi hoàn hồn rồi. Tôi về đây với mình nè mình. Tôi là Trương Ba nè mình. Đúng là Trương Ba, chồng của tôi đây rồi. Đúng như lời ngài Đế Thích đã dạy, chồng mình sẽ sống lại trong thân xác của người khác. Nhìn cái ông Hàng Thịt này thật là lôi thôi. Nhưng biết sao bây giờ? Chồng mình nè. Trương Ba. Đúng là mình rồi. Đúng rồi. Mình về một mình được rồi, sao kéo đông người về dữ vậy? Hả? Đập cửa lại. Chồng ơi là chồng, đâu rồi? Trời ơi ông ơi là ông, sao mà ông bỏ vợ qua bên đây vậy? Đây là chồng của tôi. Mày bị điên rồi hả?
Trương Ba, chồng của bà chết là mồ xanh cỏ rồi kìa. Còn đây là chồng của tôi. Trời ơi, chồng tôi mới hoàng dương, chạy một mạch qua bên đây, tôi chưa kịp mừng gì hết là ông đã chạy qua bên đây rồi. Trời ơi, trời. Dân làng ơi, có thấu trời xanh. Làm sao vậy? À, bấy lâu nay hai người tòm tèm với nhau qua mặt tôi. Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn ra. Trời ơi, Trương Ba ơi là Trương Ba. Ông sống khôn thoáng tiền, ông ngó xuống mà coi con vợ của ông đi giật chồng của tôi kìa. Cha ơi, cha. Cha có ba cha chưa tỉnh đúng không cha? Đây đâu phải là nhà của mình đâu, nhà mình là lò mổ mà cha. Không phải cha, ta là Trương Ba. Đây là nhà của ta, chứ không phải bên lò mổ. Đâu biết lò mổ là cái gì? Ông không phải là Trương Ba, ông là chồng của tôi, là chủ lò mổ. Ông có biết là một ngày ông nằm xuống là tôi thất thu bao nhiêu hay không? Bây giờ mấy con heo đang ở nhà chờ ông về mổ kìa, đi về lên. Cái gì, tôi về nhà mổ heo hả? Chứ gì nữa. Trời ơi, nhỏ lớn á, con gà tôi chưa biết dám cắt cổ nữa. Mỗi lần thèm ăn cháo gà là vợ nè, vợ tôi cắt cổ gà nấu cháo tôi ăn. Giờ kêu tôi về thọt huyết eo. Trời ơi, máu heo nó phun ra một cái là tôi xỉu đó. Đúng rồi đó chị ơi, chị bình tĩnh nghe tôi nói. Chị bình tĩnh nghe tôi nói nha. Tuy là cái xác là của chồng chị thật, nhưng mà cái ruột là của tôi. Bà nói cái gì tôi không hiểu gì hết trơn. Cái gì mà nói nuôi vậy? Cái ruột là chồng của bên này, còn cái xác là chồng của bên này. Tôi không cần biết. Bây giờ tôi chỉ biết là cái xác ở đâu thì cái ruột ở đó. Bây giờ đi về nhà mổ heo lấy ruột heo ra cho tôi. Trời ơi. Đây. Trời ơi, tức quá. Thầy cốt. Đó. Trời ơi, thầy ơi là thầy. Thầy đã phải chứng kiến mọi việc rồi. Từ lúc chồng của con nằm xuống cho đến lúc chồng của con hoàng dương, rồi chồng con lại chạy qua bên này. Bây giờ thầy nói một câu công bằng cho con đi. Trời ơi, sao mà con bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Ông này á, không phải là Trương Ba, mà là ông Hàng Thịt thôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói sai không? Ông nghe chưa? Ông là chồng của tôi, là chủ Hàng Thịt, chứ không phải là Trương Ba. Nè, thì có đi về không? Tôi chưa nói hết. Vì ai cũng biết á, ở cái làng này á, Trương Ba là người đánh cờ rất giỏi. Đúng rồi. Còn ông này là chỉ là ông Hàng Thịt mà thôi. Đúng rồi. Thấy chưa? Đúng rồi, chồng tôi chỉ biết đánh cờ thôi. Là Hàng Thịt, không phải là Trương Ba. Thấy chưa? Nghe rõ chưa? Chồng của bà là Trương Ba, đánh cờ rất giỏi. Còn chồng của tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết thì làm sao mà biết đánh cờ. Không nói nhiều nữa, tránh ra. Bây giờ ông sao? Hả? Có đi theo tôi về hay không? Mình ơi, buông ra. Mình ơi, cái gì? Tôi bị ra tay. Trời ơi, anh đâu biết mổ heo đâu. Mà anh mổ heo, mình ơi, mình ơi. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Mình ơi. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Cứu anh mình ơi. Chồng của tôi chỉ biết đánh cờ thôi, không có biết mổ heo đâu. Mình sao mình lại về đây? Tôi nhớ mình quá à. Nhà bên kia tôi ở không quen, không phải nhà của tôi. Tôi trốn về. Mình làm vậy tôi biết phải làm sao. Như vậy làm sao tránh được lời dị nghị hả mình? Chứ giờ tôi biết làm sao. Đây là nhà của tôi, vợ tôi ở đây, tại sao tôi không được về với vợ tôi chứ? Tôi là Trương Ba, tôi là Trương Ba mà. Mọi người đi theo tôi nè. Đó. Trời đất ơi, trời ơi là trời. Cái đồ gian vô dân bộ. Bây giờ đầy đủ bằng chứng hết trơn rồi. Dân làng nhìn đi, dân làng thấy đi. Bao nhiêu bằng chứng ở đây có thể nào làm chứng cho tôi được chưa? Con mụ đó nó giật chồng của tôi. Bà bình tĩnh đi. Trời ơi, đây là nhà của tôi. Tôi từng ở đây, tôi từng ăn ở đây, tôi ngủ ở đây. Còn đây là vợ của tôi mà. Sao tôi không về nhà tôi được? Tôi là Trương Ba, tôi là Trương Ba. Nên liền.
ông nói ông là Trương Ba hả? Bị điên rồi. Trời ơi là trời có ma mới tin ông đó. Mọi người có tin ông là Trương Ba hay không? Hả? Ai tin? Tôi tin được. Trời ơi tôi là Trương Ba mà. Thôi được rồi. Nếu như ông nói ông là Trương Ba, ông chứng minh đi. Chứng minh cái gì? Chứng minh sao ta, người ta mới tin tôi là Trương Ba? Nè ông nói ông là Trương Ba phải không? Ông Trương Ba hồi xưa ông đánh cờ hay lắm. Ông chứng minh thử coi ông đánh cờ hay không? Đúng rồi đó. Đánh cờ thôi hả? Dám không? Nếu mà tôi biết đánh cờ thì tôi là chồng của bên này chứ không phải chồng của bà đúng không? Buông đây ra, buông ra. Nếu mà tôi đánh cờ tôi là Trương Ba đúng không? Đúng. Nhưng mà nè, với một điều kiện, ông phải làm cho tôi tin bằng cách là ông phải đánh cờ với một người nào giỏi nhất xứ này, dám không? Tôi mới chịu. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Sao nữa? Đánh thì đánh, có sao đâu. Giờ kiếm người giỏi nhất xứ đánh cho mà coi. Bây giờ có ông Kỳ Như kìa, ông đang đánh cờ ở ngoài kia kìa. Ông ra ông thi đấu với ông đi. Ông thắng ông tụi tôi mới tin. Phải không bà? Đúng rồi. Ông Kỳ Như. Tưởng chuyện gì, ông Kỳ Như chưa bao giờ đánh cờ mà thắng được Trương Ba hết trơn á. Chỉ cần Trương Ba đi vài nước cờ thôi, Kỳ Như biết à, đây là Trương Ba. Đâu Kỳ Như đâu? Đâu Kỳ Như đâu? Đi, Kỳ Như đâu? Ta không tin. Kỳ Như này không thể thua một tên hàng thịt như ngươi được. Chứ hồi nào tới giờ ông có thắng nổi được Trương Ba đâu. Ôi là chồng. Giỏi. Nè Trương Ba, ngươi không có được quên lời hẹn với ta đó nghe. Dạ thưa thầy, con nhớ. Dạ con cảm ơn thầy Đế Thích. Dạ con cảm ơn thầy. Thắng rồi mình ơi. Dạ cảm ơn thầy. Về mình. Gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Nè, tôi nói trước cho. Tôi nói cho mấy người biết đây là chồng của tôi. Chồng là Trương Ba vậy hết trơn á. Không phải. Ở đây mới là vợ tôi. Đi. Trời ơi, chợ sao bữa nay vắng quá em mấy chị. Ngủ gì trời. Ghé uống nước trà đi. Ghé uống nước trà cho anh ơi. Một quăng một tấm đi. Đó, trời, mua về cho vợ đi. Anh ơi, ghé uống nước trà anh ơi.
Cô giải đi em. Em hộ lấy đi em ơi. Tới mưa bông lên. Nay bắn được không? Cô ơi cô, ghé mua giỏ đi cô. Giải đẹp nè. Giải này sao vậy chị? Một quăng một tấm mà, giải mới về á, giải đẹp đó. Giải đi, giải đi. Một quăng một tấm đi. Nè 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 cô. Nơi này á đông người, kẻ tốt người xấu á khó mà lường lắm á. Tiền bạc á cô nên cẩn thận, kẻo á mang dạ vào thân đó nha. Trời ơi chị khéo lo quá à. Tôi nói thiệt nha, cái quân nào mà nó lừa được tiền của tôi hả, tôi kêu nó bằng ông nội đó. Ôi trời ơi, vậy là cô tự tin quá rồi. Thôi giải cũ không à, lần sau nha. Sao bữa nay làm cái gì mà bắn thế. Cô ơi, ghé uống trà nước đi cô ơi. Ghé ngồi uống trà nước đi cô. Cho tôi chén trà đi chị. Rồi rồi có liền. Sao trời nóng dữ vậy không biết. Rồi uống đi cô, uống cho nó mát ha. Cảm ơn chị. Rồi. Váy đẹp, váy lạ mới mua về đây. Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy? Bộ anh muốn chết hả? Người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng luôn vậy đó. Đẹp không có bút bực nào tặng xiết luôn. Nàng ơi, có ai nói với nàng là nàng đẹp qua nhiều nguyệt hẹn, đẹp chim sa cá lặn chưa? Anh nói quá làm em ngại. Đó 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 đó, cái nét mắc cỡ đó đó, nó làm cho tim ta xao động dữ lắm. Sao mà dễ xao động vậy chàng trai? Không có dễ xao động đâu nè. Nhìn gì chứ không phải vậy đâu. Mấy chục năm rồi trái tim của ta nó băng giá vậy lắm. Hôm nay nhờ trời thương, trời còn thương ta nên trời cho ta gặp được nàng. Ý ta còn phát giác ra được một nét đẹp khác của nàng nữa. Nàng thử đá chết chết đôi hàng mi của nàng coi. Đó 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 đó, khi nàng đá chớp chớp đôi hàng mi của nàng như vậy á thì làm cho ta xao xuyến lắm. Đâu, để ta coi coi. Đó, chính cái hàng mi đó đó. Nàng thử cụp cái hàng mi của nàng xuống coi. Đó, tức là nhắm mắt lại đó. Đó, từ từ nhắm mắt lại. Khi mà nhắm lại nó tạo nên một cái vẻ đẹp ma mị, làm cho tim ta xao xuyến vậy lắm nè. Phải chi, phải chi ta là một nhà thơ, ta có thể làm thơ để tả nên cái sắc đẹp của nàng. Hãy chi ta là một họa sĩ, ta có thể họa nên cái chân dung tuyệt trần của nàng. Nàng có biết không vậy nè? Ta chỉ tiếc là ta không phải là một họa sĩ, cũng không phải là một nhà thơ, nên ta đành ngậm ngùi thôi. Ta ngậm ngùi ta nhìn cái nét đẹp của nàng khi nàng nhắm mắt lại. Nàng hãy nhắm mắt lại như vậy, vẫn đứng như vậy, để ta ngậm ngùi nhìn nàng vào xa dần, vào xa dần, xa thật xa. Chàng ơi, em mở mắt được chưa? Chàng ơi, chàng ơi, chàng đi đâu rồi? Sao chàng ra đi mà không có lời từ biệt? Hy vọng là sẽ gặp lại chàng. Chị ơi, tính tiền đi chị. Túi tiền của tôi đâu rồi? Trời đất ơi, túi tiền của tôi đâu rồi? Cô khỏi tìm, cái túi bạc của cô nó đi theo chàng nhà thơ rồi. Tức là cái thằng đó đó, nó tên là thằng Dậu, nó đại biện cái vùng này mà. Nó còn nổi tiếng vào đào tường khoét vách nữa đó. Hễ nó mà muốn trộm cái gì của ai á thì có không ai giữ được đâu. Túi tiền của tôi mới đẹp mới sớm rồi, có ai lấy được túi tiền của tôi lại giùm không? Cái thằng biệt nó lấy cái túi tiền của tôi rồi. Họa sĩ gì, thi sĩ gì, phim sĩ gì có. Trời ơi, cái thằng
ra khóc cái gì. Cái thằng quỷ dậu này nó đi đâu mà giờ này nó cũng chưa chịu giác cái thay nó về nữa. Bất tội hèn, quỷ ma gì đâu không hèn. Mày có chết bờ chết bụi á thì mày cũng ráng mày hiện hồn cầm tiền về đây cho tao đi đánh bài chứ. Rồi muốn đi đầu thai thì đi. Bất bội gì đâu à, chồng con gì đâu hèn. Được rồi hen. Mày mà về đây á, tao nói tao tao sẽ tao gượng tao nói tao treo ngược hai cái giò mày lên hen. Tao bắt một ổ kiến lửa tao cho nó cắn mày đã luôn, tao chế nước mắm vô lỗ mũi mày cho mày biết thân nè nghe, cho mày mày biết tao ở tao tức quá. Giáo! Giáo! Cái gì vậy? Cái gì mà kêu réo đu sùm vậy trời? Trời trời cái gì? Dạ. Cười nữa hen. Trời ơi. Anh về rồi nè. Thằng gớm không? Nè vợ, anh về rồi nè. Tôi muốn nổi da gà hết trơn trội hen. Ủa, làm gì mà từ đầu ngõ anh nghe em chu mỏ mà em chửi anh dữ vậy vợ? Vợ thôi mà. Thôi thôi vậy. Yêu của anh mà. Yêu yêu gì? Vợ yêu. Yêu ông nội ông chứ yêu. Nghe tôi hỏi nè. Rồi đi từ hồi sáng sớm tới bây giờ là có tiền bạc gì về cho tôi đi đánh bài không? Trời ơi. Làm gì cậu? Cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Thằng này mà bước ra đường á thì làm gì mà mang tay không trở về. Vậy hen. Đúng không? Trời sao chụp lẹ dữ vậy trời. Tao ở nghề tôi mà ông. Khoan 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 khoan. Đứng lại, đứng lại đây. Cái vậy? Đi đánh bài về sớm nghe chưa? Biết rồi. Ghé ngoan bà nghe mua tôi ít rượu nghe chưa? Biết rồi mà. Nghe chưa? Trời ơi có cái tướng bà đi kìa. Trời ơi là trời. Sao kỳ vậy ta? Hình như tôi bị quả báo đó. Đi dụ người ta. Tôi là dụ người đẹp không à. Tôi phải đem tiền về cung phụng với con vợ mình như vậy nè. Đúng là quả báo à. Gan gan có bánh uống nè, mua ủng hộ con cái đi con. Mua gì anh? Mua ủng con cái đi. Trời chắc con đưa anh khỏe quá nè. Mua nha mà. Dạ đủ nước đi anh ơi. Ghé có bánh uống nè anh ơi, uống ngon nè anh. Ghé một cái uống hộ anh đi. Trời sáng dậy bán ế quá nè. Trời ơi bánh cung cũng được mà bánh ngon nè. Anh ơi anh ghé mua em có bánh uống đi. Ngon ngon ngon. Nè nè. Anh ơi anh tìm gì anh? Ghé uống nước hả anh? Cô chủ quán cho tôi hỏi thăm. Dạ, gần đây có cái quán trọ nào để tôi ngủ qua đêm được không ạ? Có anh đi lại đây một đoạn nè, anh rẽ trái, anh sẽ nhìn thấy cái bảng hiệu là anh quẹo vô đó. Đi một đoạn rẽ trái. Dạ đúng rồi. Đà tạ. Dạ rượu nước đi, bánh uống bánh đất đây nè anh ơi. Tét đi anh. Ừ. Có liền có liền. Cầu cho ông anh này ông tay qua nặng khỏi đi. Chắc nó nấu đi, thơm đi bắt đi. Đây anh. Chào ông khách. Chào ông chủ. Tôi đến đây để mướn thuê một cái phòng trọ để mà tôi nghỉ qua đêm. Về tiền bạc thì không quan trọng lắm đâu, nhưng mà chính yếu là một căn phòng tươm tất là được rồi. Dạ. Ông đến đây thì không phiền lòng gì cả, vì quán trọ của tôi là có tiếng cả vùng này. Dạ. Ở đây kẻ trộm như rươi. Tôi có sẵn một cái hòm lớn để khách trọ ai có đồ đạc gì đó thì cất vào hòm đó rồi nằm ôm đó mà ngủ. Ông đưa tay nải đây tôi cất vào rương cho. Dạ. Không đâu, tôi
tôi có của thì tôi phải giữ được của tôi chứ. Không sao đâu, ông yên tâm đi. Dạ, đúng rồi. Đi. Để xem sáng mai ông còn cười to được như vậy nữa hay không ha. Đang ngủ ngon con mèo quậy quá làm mất cái ngủ hết trơn. Phá hả? Phá tao hả? Phá hả? Đẹp hồn kiểu ôm sầm không để trai ngủ gì trơn, mệt quá rồi. Cái này rồi ngủ tôi thức sáng luôn như sao giờ ngủ. Mệt cái con mèo này kìa. Thật. Chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ. Chuyện gì, chuyện gì? Chuyện gì mà tối la lối ôm sầm không cho ai ngủ hết trơn vậy ông khách? Tôi đang ngủ rồi có tiếng mèo nó quào chân tôi. Tôi mới đi ra ngoài tôi đi vệ sinh. Khi trở vô tay nãy tiền bạc của tôi mất hết trơn rồi ông chủ à. Đây, tôi nói mà ông không tin. Tôi nói ở cái vùng này nè, có một tên đại bọm chuyên đục tường khoét vách. Đấy ông xem, cái cửa như vậy đó mà nó đi ra đi vào, chắc chắn là hôm qua nó đã theo dõi ông buổi sớm, đợi tối lẻn vào cửa mất tay nải của ông rồi. Chắc là ngày mai tôi phải kêu thợ đóng lại cái cửa này mới được. Tay này đúng là cao thủ. Khá khen đó. Hắn đã lấy đồ của ông mà ông còn khen hắn à? Không, ông chủ coi như không có chuyện gì đi nha. Đừng có đi khai báo, phiền hà lắm, phức tạp lắm. Tôi có coi như là của đi thay người đi, không sao đâu ông chủ. Nhưng mà trước mắt tôi nhờ ông chủ một chuyện này. Ông chủ ráng kiếm cho tôi một cái nôm và một cái nuốt ngay bây giờ được không? Một cái nôm, một cây đuốc ngay bây giờ.
Sao quợ bữa nay vô mánh chồng ơi. Sao quợ bạc thơm quá chồng ơi. Thơm không? Thơm. Vậy bà ăn luôn đi. Vô viên hèn. Ăn coi nó có gãy răng bà không à. Chồng chồng nó nghe nè. Tao nói ai mà dư bạc thừa tiền dữ hay chồng hen. Trời ơi, vậy cũng hỏi nữa. Làm sao mà qua được cặp mắt của chồng bà. Vậy hen. Ừ, ông này chắc chắn là người của tỉnh thành. Vậy hả? Đi buôn đó. Đi buôn mới có nhiều bạc như vậy đó. Đảm bảo giờ này nè. Sao? Ông sẽ hốt hoảng. Ông hốt hoảng xong ông đi báo quan. Ông tin sáng mai đi. Sáng mai rồi coi cái mặt ổng nè. Phi thương lắm luôn ấy. Ai vậy? Hả? Ai đó? Ai vậy? Dạ em là đại ca ơi. Đứa nào? Dạ đại ca ơi, em biết đại ca vừa hưởng bổng lộc cho nên em đến đây xin đại ca chút đỉnh xài. Hả? Hả? Trời 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 trời. Sao? Trời trời trời. Thằng này, thằng này lâu. Nè nè bà. Đây là sao? Đi tôi coi là cô đó, bà nắm chặt tay nãy này vô. Thằng nào, thằng nào à, thằng nào láo vậy, thằng nào láo vậy à, mày chết với ông, mày chết với ông, mày chạy hướng nào, hướng nào, chắc chắn mày hướng này nè, tao đập, tao đập mày chết. Ai vậy?
Dạ em là đại ca ơi. Đứa nào? Dạ đại ca ơi, em biết đại ca vừa hưởng bổng lộc cho nên em đến đây xin đại ca chút đỉnh xài. Hả? Trời 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 trời. Sao? Thằng nào? Thằng nào láo vậy? Mày chết với ông? Mày chạy hướng nào? Chắc chắn mày hướng này nè. Tao đập mày chết. Tôi có của thì tôi phải giữ được của tôi chứ. Không sao đâu, ông yên tâm đi. Số bạc. Sao trời ơi sao? Trời. Hả? Trời ơi. Cái gì mà ông nêu trong gió vậy? Tàu ơi, mày bị cái gì vậy? Cái cách của tôi mà. Cách của chồng là sao? Mình gặp biệt bợm rồi vợ ơi. Chồng nói gì vậy? Tàu ở trong cái làng mình đó là mày là biệt bợm nhất rồi, còn ai biệt qua mày nữa. Nhưng mà cái này là đại biệt bợm. Hả? Tạm biệt chú. Dạ, cảm ơn. Chị có ngày gặp lại. Ông ơi, ông. Xin ông dừng bước. Tôi biết ông là người dạy tôi bài học ngày hôm qua. Tôi đúng là con mắt mà không biết Thái Sơn mới dám múa rìu ra mất thợ như vậy. Nói gì tao không hiểu. Tôi nghĩ tài nghệ của tôi là cao siêu lắm nên tôi có chút quà mọn này nè, xin ông đừng có làm đệ tử nha ông. Tôi có chút quà mọn này nè ông. Ông ơi tôi xin lỗi mà ông ơi nhận tôi làm đệ tử đi không? Ông ơi, cho con xin lỗi ông chuyện hôm bữa đi mà. Ông ơi, ông đứng lại nghe con nói đi mà ông. Ông ơi, ông ơi đứng lại nghe con nói đi mà. Ông ơi con làm trộm cắp đã bao năm nay. Con tưởng tài nghề của con cao siêu, nhưng không ngờ núi này cao lại có núi cao hơn. Đây có chút quà mọn. Mong ông nhận con làm đệ tử nha ông. Cho em đứng lên đi. Ông nhận con làm đệ tử đi ông. Ta không thích nói chuyện với người quỷ. Đứng lên. Dạ. Thú thật với chú em, ta là một kẻ trộm cắp từ nhỏ. Nhưng ta đã bỏ nghề từ lâu rồi, bởi vì ta thấy một cái công việc không ra gì. Nhưng tại chú em ăn cắp của ta một số bạc bức bách ta quá, cho nên ta mới sử dụng cái món nghề cũ để đối phó cho em. Còn cái chuyện mà chú em đem lễ vật để kêu ta làm sư phụ của chú em á, thôi được rồi, ta nhận. Nhưng nhận đi, mời tất cả bà con mỗi người dùng một chút, chứ không phải nhận chú em làm đại tử. Theo một chí ba cái nghề thất nhân thất đức như vậy chứ hả? Ở ngoài biên cương á, hiện nay đang có giặc. Tao thấy chú em lưng dài chạy rộng nên tham gia giận để cứu dân cứu nước thì hơn. Tao nói vậy chú em có hiểu không? Dạ, con cảm ơn ông. Con đa tạ ông. Không cần đâu, tao chỉ cần làm đúng như vậy thì tốt. Dạ, con đa tạ ông. Thôi vậy ha. Dạ. Cô đã tạ không? Đã tạ không?
tao mấy ngày nó gáy đây nè. Con dễ lỗi này thông minh lắm, chắc là chỉ xuống được em hỏi nào thôi. Tao đứng bên đây, mày đứng bên kia, nó ra là chợp liền nghe chưa. Ôi da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, trời, ây da, ây da, để chú coi, chết, tôi bị rết cắn rồi, tôi ngồi đây chờ chú. Để chú tìm thêm có lá cây nào đắp lên rút nọc không? Dạ. Bây giờ đâu mày ơi? Bây giờ. Bây giờ. Bây giờ đâu quá. Bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Cháu thấy sao rồi? Có cảm thấy nọc chạy từ cánh tay lên vết cắn không? Cháu thấy nhột nhột. Chú hay quá. Chú hài lan phải không ạ? Nghe chú dặn nè. Về nói với cha mẹ là lấy nước muối rửa vết thương nghe chưa? Cháu không dám nói đâu chú ạ. À, nếu mà cháu nói cháu sẽ bị đánh và la mắng thì cha cháu sợ lúc này chữa trị. Đây, còn đây là thuốc. Cháu cầm lấy uống. Đây là thuốc giảm đau và giải nọc. Dạ. Cháu đem về uống. Giờ uống một liều. Tối nay uống một liều, sáng sớm mai uống một liều thì sẽ hết đau. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. À. À, nghe chú hỏi nè. Dạ. Nhà hai cháu gần đây không? Dạ gần, cách đây có nửa dặm đường à. Vậy thì tranh thủ về đi. Dạ. Nhớ lời chú dặn nghe chưa? Dạ. Thưa chú cháu về. Ừ. À, mấy nè. Hai cháu quên sách nè. Chú. Cho chú hỏi luôn. Dạ. Hai cháu có biết nhà Tú Tài Bùi Trúc ở đâu không? Tú Tài Bùi Trúc là ba của cháu. Giàu nhất ở xóm này. Ở ngã ba kia kìa chú. Vậy thì hay quá. Chú với cha cháu là bạn hội thi hương ở trường Nam Định. Cả hai đều đậu Tú Tài, không đủ điều kiện thi hội nên mỗi người một ngã. Ừ. Cháu sợ cha cháu không tiếp chú đâu. Thì cách đây một tuần chăng cũng có một người ăn mặc như chú tới tiếp cha cháu. Nhưng cha của cháu nói là không tiếp. Cha cháu thích tiếp các người quan lớn hay là các người giàu có mà thôi. Chú muốn gặp cha cháu thì đừng đứng ngoài cổng mà gọi. Chú hãy đợi người nào mở cổng ra và đi vào chung luôn. Gia nhân sẽ không dám cản chú đâu. Được rồi. À, chú cảm ơn hai cháu. Hai cháu lo về đi. Mà chú ơi, nếu chú gặp cha cháu thì đừng nói cháu đi bắt giới, bị rết cắn nha chú. Rồi, nè. Dạ. Nhớ uống thuốc nghe chưa? Dạ. Một quan, bán không? Ông chủ trả rẻ quá. Hai món này ít nhất ông bán bỏ cũng được 30 quan. 30 quan lượng hả? Ờ, hai món à. Hai món thì hai quan. Bán không? Ông nên nhớ nha. Cái đồ cổ này á, ông giữ nó ông cũng đâu có biết giá trị gì đâu. Mà khi tôi mua về á thì cũng để trong kho kìa. Chứ làm sao mà bán được liền được. Giờ chịu không? Thôi, bán cho ông đi. Đi đường xa đến đây rồi, đi về không cũng vậy. À, nãy giờ vậy biết nhanh gọn lẹ không? Một quan, hai quan. Rồi, cảm ơn chủ như vậy. À. Được giá hời không? Cũng giống như mọi lần thôi. Nè, hai cái này đó bán cho mấy lái buôn phương Bắc á, lời ít nhất cũng là 30 quan đó nha bà. Vậy là hay quá rồi. Ông ơi, tôi quên nói với ông á là thằng Mẹo á, nó xin á là mẹ của nó bị bệnh nặng nên xin mượn 30 quan tiền. Rồi trừ cho cái tiền mà cày thuê khi mà vào mùa đó ông. Nhắn tới chuyện thằng Mẹo á,
thì cũng tội nghiệp cho nó quá ha. Đúng rồi, ông tội nghiệp nó lắm. Bà chuyển lời cho nó giùm tôi nha. Nó nói nhỏ nhẹ thôi. Tiền tôi đâu phải là tiền vàng bạc biển đâu mà lo cho nó. Hỏi cái gì cũng mượn hết trơn hả? Trời ơi là trời. Nó nói hết tiền rồi, nó tự lo cho mẹ đi. Không có tiền mà đặt lo cho mẹ. Ừ cũng đúng ha. Dạ thưa ông. Gì nữa? Có người nói tên là Phạm Tùng, là bạn học cũ của ông, tới tìm ông. Phạm Tùng? Người đó ăn mặc ra sao? Con nhìn mặt mày cũng sáng láng, mà ăn mặc có vẻ nghèo hèn lắm. Chắc anh Phạm Tùng mượn tiền mình đấy. Chia tay 10 năm rồi, tưởng khấm khá, ai ngờ anh ta vẫn nghèo như cũ. Mày ra ngoài mà nói với Phạm Tùng á là ta không có ở nhà. Tao đi lên Phủ Thanh, lâu lắm mới về. Trời ơi, ông không nói sớm, hồi nãy ông vô cổng luôn rồi. Cái gì? Ai cho? Mày hả? Dạ đâu có đâu. Hồi nãy con mở cổng cho khách về, rồi ông tự chui vô, nói là bạn của ông, con đâu có cản lại được đâu. Ừ là trời. Đã vậy thì cứ mời anh Tùng vào và tìm cách đuổi khéo, để lần sau anh không có đến nữa. Được rồi, mày nói không Tùng đợi tao, chút xíu tôi ra. Nhanh đi. Dạ. Bà Liễu ơi, lên đây. Ông kêu tôi hả? Chứ ai. Nè, nghe tôi dặn nè. Đại Quỳnh, Quỳnh ăn bữa cơm đạm bạc này với em đi. Thiệt, em nhìn Quỳnh em thương quá. Mà tại vì Quỳnh đến bất ngờ quá, em không có chuẩn bị gì kịp á. Em cũng ăn trễ nên em no rồi, thôi Quỳnh ăn trước đi Quỳnh. Không sao đâu nhị đệ, bữa ăn đạm bạc như vậy tao quen rồi. Tới đây thấy gia đình của đệ đó sống khỏe mạnh, sống trong một ngôi nhà khang trang như vậy thì tao cảm thấy vui rồi. Khang trang đâu mà khang trang, Quỳnh thấy vậy đâu phải vậy đâu Quỳnh. Mười mấy mẫu ruộng ở nhà em á, em đã bán sạch hết trơn rồi. Bây giờ còn cái căn nhà từ đường này nè, em đã cầm cố cho mấy ông ở trên huyện rồi. Khoảng một tuần trăng nữa sẽ đến hạn trả nợ cho ổng. Em giờ em lo lắm, trong khi trong túi của em không có còn đồng xu dính túi nào hết trơn á. Quỳnh thấy không, áo may mà không có túi để tiền nữa nè. Làm ăn thì thất bại, hiếm khi có được đồng lời lắm Quỳnh ơi. Khổ lắm. Khổ thiệt lắm. Dạ con chào cha. Chú. Dạ thưa cha, cha cho con xin tiền học đóng tiền thầy đồ ạ. Mẹ mày đâu sống xin? Dạ mẹ đang ở nhà bà Cẩm. Mẹ đang vậy nè. Gì cái thằng. Con không dám tin xin tiền mẹ. Xin tiền mẹ, mẹ xui mẹ chửi nữa. Trời ơi trời. Bộ mày xin tiền tao là hên đó hả? Dạ. Qua nói với ông thầy đồ, một tuần trăng sau nữa tao mới có tiền trả cho ổng. Dạ. Còn nếu ông không muốn hả? Nghỉ học đi. Ủa trời ơi, mẹ bảo đây là bạn thân của cha cách đây 10 năm. Vậy tại sao cha không kêu nhan nhưng chặt một con gà để khách? Nhà mình có 200 con gà cơ mà. Chặt nè, chặt cái giò mày luôn đó. Trời ơi là trời. Mày không có nghe câu người ta nói hả? Dân bất khả hạ trì, dậu bất khả sát kê. Không biết hả? Ủa, vậy là sao hả cha? Trời ơi, dốt, dốt là dốt, là dốt, ơi là dốt. Cho tiền ăn học bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn dốt như vậy. Hai câu đó có nghĩa là giờ dần thì không được xuống sông bắt cá, còn giờ dậu là không được sát kê. Sát kê là giết gà đó, hiểu không? Dạ hiểu. Vậy cũng hỏi. Không sao đâu cháu à, ăn đạm bạc như vậy chứ thấy cũng ngon mà. À gì đệ, ta nghe nói nhà của thầy Lan Trần Nảm, cháu của người y Trần Đại gần đây đúng không? Dạ dạ đúng rồi Huynh. Nhà của Đại Lan Trần Lãm cách đây mấy dặm đường nè Huynh. À, ta còn chưa thấy đói, bây giờ ta xin cứu đệ, ta đi qua nhà thầy Lan hỏi Trần có chút việc. Dạ. Ủa nhưng mà đâu có được. Mạnh. Dạ. Mày dắt bác đây đi qua nhà thầy Lan. Dạ. Ngay bây giờ được chưa? Dạ.
Dạ. Xin cứu từ vị đệ. Xin cáo từ đại huynh. Dạ thưa cha, thưa chú con đi. Đại huynh đi mạnh khỏe nha. Cô gì đó ơi. Dạ con thưa bà. Bà đi chùa à? Cô có phải là người của làng này không vậy? Dạ thưa bà, con tên là Xuân Đào, vợ của thầy Đồ Lê Mai, người làng này. Dạ thưa bà, ông và chị Thôi vẫn khỏe à? Cảm ơn cô. Ông nhà tôi và cháu vẫn bình an. Nhưng tôi cũng không nhớ là có gặp cô lần nào chứ không? Dạ thưa bà, con đã hân hạnh được gặp bà cách đây hơn 5 năm rồi. Lúc đó bạn của con Ngọc Nữ đã sinh đôi và đã bị băng huyết trong cơn thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ ơn của bà và ông cho tiền chạy chữa than thuốc thì chắc bạn của con đã không qua khỏi rồi. Ơn ông của bà thật là to lớn. Vợ chồng tôi á cũng cố gắng sống nhân từ, cũng năn đi chùa lấy Phật, mong cho kiếm được một đứa con trai để thờ tự, nối dõi tông đường cho ông Quỳnh. Mà tìm hoài tìm mãi cũng không thấy đâu ra hết. Dạ thưa bà, con lấy thầy Đồ Chi Mai đã hơn 10 năm rồi mà chúng con vẫn chưa có một mụn con nào hết. Vợ chồng con cũng thường đi chùa lễ Phật để cầu tự. Cô có mái tóc đẹp, cả phủ nghệ này không có ai mà có mái tóc đẹp như cô. Mái tóc dài suông mà đen nữa, lại có cái cách búi tóc á, rất là khéo léo. Chả buồn cho con gái nhà tôi chút nào. Dạ, Quỳnh Tiểu Thơ bị sao bà? Cô có gấp về nhà không? Nếu cô không gấp á, cô ghé nhà tôi chút xíu, có chuyện tôi cần nhờ cô giúp. Dạ, con xin nghe theo lời bà dạy. Mình ơi. Ủa, em mới đi đâu về vậy? Dạ, em ghé qua nhà ông bà Quỳnh Phú Hộ cho nên là về trễ. Em qua đó có chuyện gì vậy? Em gặp bà Quỳnh Phú Hộ ở chùa. Bà Quỳnh Kim về nhà có việc của Quỳnh Tiểu Thơ đó. Vợ sắp khô cho anh, mới có vài trận mua đồ mùa, nhà dột lung tung hết rồi nè. Có một số sách cũ mình chỉ nước mưa cho nên anh phơi cho nó khô đấy mà. Thôi em vô nhà nghỉ ngơi đi. Tóc giả của ai vậy em? Anh đừng có nói lớn. Em đã hứa với ông bà Quỳnh Phú Hộ là không cho ai biết việc này. Tóc giả này á là của Quỳnh Tiểu Thơ đó. Bà Quỳnh Phú Hộ nhờ em chải bới hàng ngày. Quỳnh Tiểu Thơ có đến 3 bộ tóc giả để mà thay đổi hàng ngày. À,
bà Quỳnh Phú Hộ á có biếu anh sắp giải gấm để may áo dài nè, em lại không buồn nha. Ông bà Quỳnh thật là tốt bụng. Mà em nè, sao tiểu thư lại dùng tóc giả vậy? Anh nhớ có mấy lần anh gặp, anh thấy tóc tai của cổ vẫn bình thường mà. Cách đây 3 năm, Quỳnh tiểu thư bị một cơn bạo bệnh, cho nên là tóc rụng hết, không có mọc lại được nữa. Cho nên là Quỳnh tiểu thư phải dùng tóc giả đi ra khỏi buồng riêng đó. Trừ bà vú nuôi thì tất cả gia nhân trong gia đình không ai biết là Quỳnh tiểu thư đều tóc giả hết. Bà Quỳnh Phú Hộ phải lên tận kinh đô để mua tóc giả cho tiểu thư. Anh biết không, gặp em ở chùa, bà Quỳnh Phú Hộ thấy em bới tóc đẹp quá, cho nên là nhờ em đem mấy bộ tóc giả này về bới giùm bả đó. Mà anh nè, đây là bí mật ông bà Quỳnh rất là sợ tiết lộ ra ngoài đó. Tội nghiệp ông bà Quỳnh Phú Hộ, sống nhân đức như vậy á mà không có đứa con trai, chỉ có đứa con gái, mà cũng bị bệnh không có tóc nữa. Em cũng có lỗi với anh. Vợ chồng sống với nhau 10 năm mà không có đứa con nào hết, để cho anh ấm bồng, cho vô nhà vô cửa. Đại huynh Phạm Tùng, nhị ca Bùi Trúc và cả anh nữa. Cái này á được viết vào năm Đinh Mùi, Bảo Thái Bát Niên. Sau khi ba anh em đi dự thi hương thì chỉ đổ đến Tú Tài. Lúc chia tay á, ba anh em mỗi người giữ một bản để thi thoảng lấy ra xem, nhớ lại tình nghĩa năm xưa. Em coi thử đi. Thủ bút của ba người đều đẹp như nhau, nhưng mà em thấy dòng trên là đẹp nhất á. Ba chữ Phạm Bùi Lê là do đại huynh Phạm Tùng viết đó. Còn ba chữ Tùng Trúc Mai là do nhị ca Bùi Trúc viết. Còn chữ Nghĩa Đệ Huynh là do anh viết đó. Bọn anh có hẹn với nhau, một trong ba người ai mà giàu sang phú quý trước á sẽ đi tìm hai người còn lại. Lúc đó đại huynh Phạm Tùng á thì theo một người cậu về kinh đô, còn nhị ca Bùi Trúc á thì đi về quê ở Phú Thanh. Còn anh á thì lại về nơi xứ Nghệ này, lấy được một người vợ vừa xinh đẹp lại vừa có tóc dài nữa. Thấm thoát mà đã 10 năm rồi, ba anh em chưa một lần nào gặp lại cả. Tam đệ Lê Mai ơi, đệ có ở nhà không? Dạ. Dạ, huynh tìm ai ạ? Đây phải là nhà của Lê Mai không? Dạ phải. Dạ, chồng của muội đi dãy đình làng á. Huynh đây có phải là đại huynh Phạm Tùng? Phải. Chồng của muội cứ nhắc tên huynh mãi hả? Ta đến huyện Chuông Sơn, phủ Quỳ Châu này dài hơn có công việc nên à, vậy là huynh xin huynh ở nhà muội vài hôm để mà hai huynh đệ có thể hàn huyên tâm sự. Vậy thì là tiện hai vợ chồng muội quá. Dạ vậy mời huynh vào nhà. Dạ, mời đại huynh dùng trà. Cảm ơn muội. Dạ, đại huynh cứ ở nhà chờ một chút để muội ra đình làng gọi chồng muội về. Ta làm phiền muội quá. Dạ, em xin phép à. Anh. Ủa, em. Anh nè, có Phạm đại huynh đến thăm nhà mình đó.
Thiệt hả? Dạ. Ủa, sao đại huynh tới lại không báo cho mình biết trước? Em thấy đại huynh có khỏe không? Dạ. Rồi đại huynh có nói là ở nhà mình chơi bao lâu không? Dạ, Phạm đại huynh nói là có việc ở huyện mình vài hôm. Em năn nỉ ảnh ở nhà mình vài ngày đó. Mà chết thật chứ. Nhà mình đang hết tiền, làm sao có tiền á để đãi bữa cơm cho đàng hoàng đi. Giường chiếu nhà mình thì lại ọt ẹp. Chắc là phải mua một cái võng mới cho đại huynh nghỉ ngơi. Không sao đâu, việc này á cứ để cho em lo ha. Nè, em định mượn tiền của ông bà Quỳnh nữa hả? Không có tiền đâu em, ông bà Quỳnh đã giúp mình quá nhiều rồi. Em tự lo được mà, không có mượn tiền đâu, anh yên tâm đi ha. Tình huynh đệ của hai anh á mới là điều đáng giá gấp trăm ngàn lần hơn là mái tóc của em á. Thôi anh về đi, thằng đại huynh đang chờ đó, em đi nha. Mời đại huynh một ly rượu mừng ngày chúng ta hồi ngộ. Đại huynh à, đại huynh đi đường xa chắc cũng đau đói bụng rồi. Mời đại huynh dùng đi. Mời đệ. Huynh ăn đi. Tam đệ, gia cảnh của đệ thế này, cần gì mà rủ thịt rền rang đãi ta như vậy? Phải chăng vợ của đệ phải đi mượn tiền hàng xóm? Vợ của đệ cũng đi làm thuê cho người ta, nếu cần thì cứ xin người ta ứng trước, không có sao đâu. Huynh đừng có bận tâm. Cũng hơn 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Vợ chồng của muội á được đại huynh đến thăm là vàng hạnh lắm rồi. Đại huynh đừng có lo chuyện con đó. Mà đại huynh nè, đại huynh lên kinh đô sống có thoải mái không vậy? Để thấy dạo này huynh có vẻ hơi ốm hơn đó. Ta là phụ tá cho ngài Tạ Bộ Thị Lan Bộ Binh, được ngài Thượng Thư Bộ Binh cấp cho một tư dinh khá khang trang. Hàng ngày á ta còn bắt mạch bốc thuốc nên tiền bạc của ta khá là dư dả. Vợ chồng đệ biết không, bệnh nhân của ta đông lắm, nhờ danh tiếng ta là học trò của ngự y Trần Đại. Lần này á, ngài Thượng Thư sắp xếp cho ta về đây thăm đệ bằng đường mã binh trạm. Một phần là thăm đệ, phần còn lại là đi kiếm những cây thuốc quý ở vùng này mới có để chữa bệnh cho công tử, con của ngài Thượng Thư. Mà đại huynh học nghề thầy thuốc từ bao giờ rồi? Hơn 10 năm rồi. Trước ta theo danh y họ Trần đi chiến trường sông Danh để chữa dịch bệnh cho các chiến sĩ chú Trịnh. Thầy thương những làm học trò và truyền hết nghề rất là tận tình. Dạ anh xin phép. Tam đệ, có phải vợ của Tam đệ đã cắt tóc bán lấy tiền để đãi rủ thịt ta như thế này? Quả thật món nợ này đối với ta trả suốt đời không hết.
Đại Quýnh. Lê Mai. Hai năm rồi mới gặp đại đệ. Sao Tam đệ sao rồi? Hai năm rồi tóc vợ đệ đã dài tới đâu rồi? Dạ thưa đại huynh, tóc vợ đệ đã dài ngang vai rồi. Để tới đây á, để báo cho huynh biết một vài tin vui. Tin vui à? Dạ. Đâu, để nói huynh nghe. Nhờ uống thuốc của đại huynh gửi về mà bà Huỳnh Phú Hộ đã hạ sinh được một đứa con trai. Bà Huỳnh Phú Hộ đã đãi cả làng 3 ngày 3 đêm, vì từ nay trở đi bà đã có người nối dõi tông đường. Còn Huỳnh Tiểu Thơ á, thì tóc đã dài được 2 tấc. Và đặc biệt nha, là vợ của đệ đã có thai hơn 6 tháng rồi. Cái này là tin vui thiệt nè. Đáng mừng, đáng mừng. Đệ nè, còn tin vui gì nữa không? Để kể hết cho Huỳnh nghe đi. Nhờ số tiền 200 quan của Huỳnh cho, cộng thêm số tiền của bà Huỳnh Phú Hộ cho thêm, đệ và vợ đã mở được một cái xưởng thuộc gia. Làm ăn cũng khấm khá lắm. Hàng làm ra bao nhiêu, bán được hết bấy nhiêu. Tam đệ, ly rượu này coi như là Huỳnh chúc mừng vợ chồng đệ làm ăn khấm khá và chúc đệ sắp được làm cha. Đại Huỳnh à, đệ có được ngày hôm nay á, tất cả cũng nhờ ân đức của đại Huỳnh. Tam đệ à, đệ đừng nói như vậy. Con người ta nay nghèo mai giàu hoặc ngược lại, đó là chuyện thường tình. Đại Huỳnh chỉ mong vợ chồng Tam đệ sống làm sao thật tử tế và sống trọn đạo làm người mà thôi. Đại Huỳnh à, đệ tới đây cũng để báo một tin buồn. Đó là nhị ca Bùi Trúc đã bị tịch thu toàn bộ tài sản, và cả nhà của nhị ca đã bị đày đi biệt xứ vì tội mua bán hàng gian. Âu cũng là chuyện nhân quả. Tam đệ, chuyện lỗi lầm của Bùi nhị đệ chúng ta hãy tạm gác qua một bên. Nhân vô thập toàn mà, con người ai mà không có lỗi lầm. Chuyện bây giờ dù tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian công sức, chúng ta còn phải tìm cho được Bùi nhị đệ, giúp đệ ấy làm lại từ đầu. Đệ nhớ rồi, đệ sẽ ghi nhận những lời của đại huynh nói. Ly rượu này chỉ mong tùng chúc mai sớm tương phùng, tình nghĩa huynh của chúng ta mãi mãi trường tồn. Dạ đại huynh.